Chương 146 Hoa yêu, vì ai mà tồn tại nở rổ xinh đẹp ngắn ngủi còn chưa kịp yêu, cũng đã trở qua lúc đổ nát người tôi yêu, vì ai mà tồn tại trở tới khi tất cả đều là bất đắc dĩ, còn chưa kịp yêu cũng đã từng như cơn gió thổi qua mình cho một tình yêu, trong tuyệt vọng cho một tình yêu, em từ bỏ tương lai cảm xúc này, không cách nào đè nén linh hồn bị hận thù vui lấp cho một tình yêu, lao đào trong phong trần cho một tình yêu, bồi hồi trong tịch mịch tim như biển chết, hoa không lại khô héo không người để ý hái ai có thể cho em dựa vào. Có ai từng đã vì em luôn luôn ở nơi đây, hay chưa bao giờ tồn tại cho một tình yêu, chìm vào mai, well le ai một, chuyện mạch khê trở về làng nhạc đã trở thành thông tin chấn động ở công ty DIO. Ba năm cũng đủ để cảnh còn người mất. Thế giới giải trí chính là như vậy, hàng năm đều có người mới xuất hiện, tầng tầng lớp lớp. Nhưng, điều duy nhất không thay đổi là, phỉ tì mạn vẫn chiếm vị trí ca hậu vững chắc như cũ. Cho dù có bao nhiêu người mới đến vẫn không thể khiến phỉ tì mạn lung lay. Trưởng phòng John, người đại diện john cùng với trợ lý nghệ sĩ apple vừa nhìn thấy mạch khê liền ào ảo đến cho cô một cái ôm siết đầy nhiệt tình ba người này mục đích hẳn nhiên khác nhau john đã biết mạch khê có chỗ dựa rất vững chắc đương nhiên sẽ quý trọng cây tiền này john là người luôn hướng về công danh sự nghiệp luôn muốn bồi dưỡng một ca hậu mới nên rất coi trọng thực lực của mạch khê còn apple rất đơn giản ngoại trừ nỗi nhớ đối với mạch khê thì vẫn chỉ còn nỗi nhớ ở công ty náo nhiệt một hồi mạch khê đi gặp hai anh em nhà họ đàm hoan nghênh em trở về, mạch khê. Lần này, đàm trử quân chủ động vươn tay, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Em yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em trở thành ca sĩ xuất sắc nhất. Cảm ơn anh cả, mạch khê cười ngọt ngào. Đàm trử quân mỉm cười, mạch khê, nơi này là công ty, quan hệ của chúng ta vẫn không nên để cho người ngoài biết thì tốt hơn. Dù sao, trong tương lai em cũng phải tự sức mình mà trở nên nổi tiếng, che giấu đi thân phận thực sự chỉ có lợi, không có hại. Vâng mạch khê ngoan ngoãn gật đầu cắn cắn môi đàm trử bách thấy thế có chút không đành lòng tiến lên nắm lấy bả vai cô không cần như vậy em vẫn là em gái của bọn anh người làm anh thì hẳn nhiên phải bảo vệ em gái mình mạch khê nghe vậy xong ngọt ngào cười chủ động kéo tay đàm trừ quân cùng đàm trừ bách vâng em đương nhiên hiểu ý các anh mà đừng xem em là con nít nữa được không yên tâm lần này trở về em nhất định sẽ nỗ lực nỗ lực trở thành ca hậu đàm trừ bách đùa với cô mạch khê thẻ lưỡi nhìn nhìn chung quanh không thấy có dấu hiệu gì là tai vách mạch rừng mới chống nạnh đúng vậy em muốn trở thành ca hậu đó đàm trừ bách nhìn cô nhìn dáng vẻ lạc quan đáng yêu kia khóe môi cương nghị cũng nhắc lên một ý cười vừa lòng đây chính là cái gọi là chỗ dựa chỉ cần có cây đại thụ là lôi giận không cần mạch khê phải nói cái gì john đều đã chủ động sắp xếp công việc cho cô ngày đầu tiên trở về công ty các buổi họp báo có liên quan đến cô trong thời gian sắp tới đã chuẩn bị đầy đủ em yêu chị làm ở đây lâu như vậy rồi mà chưa thấy john bên nặng bên nhẹ với bất cứ nghệ sĩ nào đâu ý em thì không giống như vậy vừa mới trở về công ty các buổi diễn cũng đã sắp xếp xong xem ra john có ý muốn nâng đỡ em rồi mạch khê đang luyện lại bài hát của ba năm trước đây bằng đàn dương cầm thì trợ lý nghệ sĩ apple đi tới cười hì hì đặt tài liệu công việc sắp tới của cô trên phím đàn vất vả cho chị rồi apple mạch khê cầm lấy cẩn thận nhìn qua một lần các tiết mục trên tv vẫn chiếm đa số không khó để nhìn ra John đã dụng tâm đến thế nào. Apple liên tục xua tay, đi đến phía sau Mạch Khê, chủ động xoa xoa bả vai cô. Mạch Khê, lần này em trở về khiến cả đống người không quen mắt đó. Trong này còn có phỉ tỷ mạn, chị ta ngồi ở vị trí ca hậu lâu như vậy, mà hai thầy đàm lại đặt hết sự chú ý lên người em. Chị nghĩ, phỉ tỷ mạn nhất định sẽ rất sốt ruột. Mạch Khê đặt bản kế hoạch sang một bên, cười cười, tiền bối phỉ tỷ mạn từng đã giúp đỡ em. Tuy chị ấy luôn luôn lạnh lùng như vậy, nhưng thực sự là người tốt chị ấy luôn đi lên bằng thực lực của mình chuyện của em chắc chắn không để vào mắt đâu em đấy chính là cái gì cũng nghĩ tốt đẹp như vậy chuyện em trở về làng nhạc đã trở thành chủ đề bàn tán trong công ty rồi ba năm trước đây em cũng vậy ba năm sau người ta lại nói em nổi bằng xì căng đan gì đấy thì phiền phức lắm em làm sao mà giải thích được apple tuy rằng chỉ là một trợ lý nhỏ nhưng cũng chỉ cùng với mạch khê mới có thể nói nhiệt tình đến như vậy cô ấy đã làm việc với mạch khê một thời gian đương nhiên rất hiểu tính tình của cô, bây giờ cả hai như là bạn bè thân thiết nói chuyện phiếm vậy. Vì sao em phải giải thích chứ? Người khác nghĩ như thế nào là chuyện của người khác, vòng luẩn quẩn này lắm chuyện thị phi, ngay cả mình không làm cái gì cũng có chuyện cho người ta nói rồi. Cứ lo việc cho bản thân mình là tốt rồi. Mạch Khê nhẹ nhàng nhún nhún vai, thoải mái nói. Apple đồng ý với những lời này, ngồi bên cạnh cô, thần bí cười hề hề, Mạch Khê, có một việc rất kỳ lạ đó nha. Ba năm em rời đi, ba năm đó, mà hôm nay em tới công ty thì Lôi Tiên Sinh cũng không hiểu vì sao lại đến công ty dự họp hội nghị thường kỳ. Ba năm nay, Lôi Tiên Sinh đối với chuyện hoạt động của DEO chẳng quan tâm. Làm sao có thể khéo vậy hả? Mạch Khê nhìn nhìn Apple, như vậy, rốt cuộc chị muốn nói cái gì cơ? Apple cười hì hì, chị chính là rất muốn biết, quan hệ giữa em và Lôi Tiên Sinh có phải tốt hơn không? Mặt Mạch Khê đỏ lên, nhìn chị có giống phóng viên giải trí gì đâu, nhiều chuyện quá đi. Ơ, ờ, có chuyện rồi nha. Trước kia nếu chị nói như vậy, em sẽ tích cực làm sáng tỏ quan hệ giữa em với lôi tiên sinh. Còn hôm nay thì thế nào, đỏ mặt, đỏ mặt nha. Apple cố ý trêu. Nghe không hiểu chị nói cái gì hết á. Mạch Khê xoay người, không nhìn Apple nữa. Không phải là cô không muốn thừa nhận, chỉ là cô không muốn để truyền thông nắm bắt được chuyện riêng của lôi giận. Cô thì không sao, nhưng ảnh hưởng tới lôi giận là điều chắc chắn không hề tốt. Được rồi, có cái gì mà phải ngượng ngùng hả? Chị đều thấy hết đó nha, sáng nay là em xuống xe của lôi tiên sinh, thậm chí hai người còn ôm hôn nữa, hầm mộ chết đi được. Apple. Mạch Khê vội vàng che miệng Apple lại, cẩn thận nói, chuyện này ngàn vạn lần không thể để cho người khác biết được, em cũng không muốn nhanh như vậy đã có đề tài cho người ta bàn đâu. Apple dùng sức gật đầu, Mạch Khê lúc này mới buông tay ra. Mạch Khê à, kỳ thực em cũng không cần khẩn trương đến như vậy. Như Úc Noãn Tâm lúc trước đấy, có ai không biết kim chủ là Hoắc Thiên Kình đâu, kết quả là người ta được gả vào nhà giàu, có thể lôi. Tiên sinh cũng là chân mệnh thiên tử của em đó. O o mạch khê nhẹ nhàng cười, không nói. Nếu để chị ấy biết hai ngày trước mới gặp Úc noãn tâm, có lẽ Apple sẽ hoảng đến mức té xỉu mất. Mạch khê, kỳ thực không phải là chị nhiều chuyện, mà là công ty từ trên xuống dưới đều là chuyện về bạc cơ. Apple vô cùng thần bí nhỏ giọng nói bên tai cô. Bạc cơ. Mạch khê giật mình sừng sốt một chút, trong đầu hiện ra khuôn mặt giống mẹ như đúc kia. Đúng vậy, không ngờ lại chính là bạc cơ. Kỳ thực, cô vẫn có nghi vấn muốn giải quyết xong đối với người này. Apple nhẹ nhàng lắc đầu, Mạch Khê đáng thương ơi, xem ra em thực là không để ý chuyện bên ngoài. Người mẫu bạc cơ bây giờ càng ngày càng xa sút một năm nay còn tệ hơn một năm trước. Trước kia cô ta luôn luôn chọn mấy nhãn hiệu cao cấp để diễn, hơn nữa phong cách cùng KTC đều vô cùng chót vót. Còn bây giờ á, chỉ cần đối phương đưa giá thì cô ta đều đi hết, giống như chỉ muốn kiếm tiền thôi là được vậy. Mấy người trong giới giải trí nói là cô ta thất sủng rồi đó. Trước kia làm tình nhân của lôi tiên sinh, đương nhiên có thể, uy phong tứ phía. Nói vậy, bây giờ lôi tiên sinh đã sớm chán ghét cô ta, bằng không sao lại có thể chật vật như vậy chớ. Trong lòng mạch khê chợt cảm thấy chua sót, như là vì bạc cơ, hoặc như là vì lôi giận. Cô không khỏi nghĩ đến những ngày trước kia hắn cùng với bạc cơ. Mỗi lần như vậy, tim đều đau đớn. Khi đó, cho dù hắn không yêu cô ấy, hắn cũng đã ôm cô ấy, bế cô ấy, hôn cô ấy, thậm chí hàng đêm sinh ca, Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu, như là bị người ta đạp cho một cước vậy. Nghĩ đến đây, ngón tay mạch khê chợt nặng nề hẳn lên, khiến những phím đàn vang lên âm thanh chát chúa. Apple hoảng lên nhìn mạch khê, không dám nói gì nữa. Cùng lúc đó, cửa phòng nhạc đột nhiên bị đẩy ra. Apple, con nhỏ chết tiệt kia, thì ra cô chạy tới đây, còn chưa làm xong việc hả? Không biết là tôi đang tìm cô hay sao? Di động cũng không đem, cô muốn cái gì? Một giọng nói bén nhọn vang lên, lộ ra sự bực tức vô cùng giọng nói này khiến mạch khê phải cau mày vừa nhìn lại đã nhìn thấy một bóng dáng cao gầy của phụ nữ đứng ở cửa diện mạo xinh đẹp từng lớp trang điểm tỉ mỉ tuy bây giờ là mùa đông cô ta vẫn mặc váy khoe ra đôi chân thon dài chẳng qua thái độ cực kỳ cực kỳ không tốt nhìn về phía apple ánh mắt cũng tóe lửa cả vú lấp miệng em lại nhìn apple sớm đã hóa thành khuôn mặt khổ sở cẩn thận đứng lên cắn môi chịu tội Mạch Khê không khỏi nhíu mày, cô gái này là ai? Còn không đi hả? Chậm giờ diễn cô chịu trách nhiệm được không đó? Cô ta coi Mạch Khê như không khí, nhìn về phía Apple, giọng điệu khắc nghiệt. Fanny, tôi, tôi giờ không đi được. Có thể để trợ lý khác đi cùng cô được không? Apple cẩn trọng đưa ra thỉnh cầu. Fanny nghe vậy thì ngẩn người, như thể nghe được chuyện tiếu lâm vậy, cười lạnh một tiếng. Apple, cô chỉ là một trợ lý nghệ sĩ nho nhỏ mà thôi, mà đã là trợ lý của tôi, tôi sắp xếp thế nào là chuyện của tôi trợ lý tất nhiên phải nghe theo cô cho rằng tiết mục này như đi chợ sao hả không nhưng mà tôi tôi cũng là trợ lý của mạch khê cô ấy mới tới cũng có chuyện cần sắp xếp apple có chuyện gì vậy mạch khê thực sự ngồi không yên cô lại mềm lòng không nhìn người khác bị khinh thường được vả lại apple là trợ lý của cô mà sao lại để người ta sai khiến này nọ apple khó xử vội vàng quay đầu nhìn về phía mạch khê là như Vậy, một thời gian trước có vài trợ lý nghệ sĩ từ chức. Không đủ người, sau khi em đi thì John sắp xếp chị cho Fanny. Lần này em trở về, John vì tiện hơn, đồng thời để chị làm việc cùng em. Nhưng chuyện này sẽ không kéo dài đâu, John sẽ nghĩ biện pháp thôi. Mạch khi nghe xong, gật gật đầu, lại nhìn về phía cô gái cao ngạo vô cùng kia, chắc là ca sĩ mới tới, trước kia cô chưa gặp lần nào. Fanny lúc này mới rời ánh mắt về phía Mạch Khê, đánh giá trên dưới một phen xong mới nhách nhách môi, ồ thì ra cô chính là mạch khê hôm nay tới công ty đều ẩm cả lên đâu đâu cũng là đề tài về cô không nghĩ chúng ta cùng chung một trợ lý nghệ sĩ đó giọng điệu rõ ràng có ý khinh thường mạch khê khẽ gật đầu nhàn nhạt nói một câu xin chào vòng giải trí luẩn quẩn này đừng nghĩ cao xa gì tới bạn bè thân thiết người khác không tính kế với mình đã là phúc mấy đời rồi fanny cũng không muốn nói nhiều với mạch khê lại trừng mắt nhìn apple lạnh nhạt còn không đi muốn gì nữa Apple xấu hổ cười cười, Fanny, bên này tôi có nhiều công việc thật mà. John bảo tôi chuẩn bị một ít cho Mạch Khê, gấp lắm. Cô cũng đã có 6 trợ lý rồi, Mạch Khê chỉ có một mình tôi. Cô rốt cuộc có đi hay không? Cô là nghệ sĩ hay tôi là nghệ sĩ hả? Fanny không vui, nhíu mày, dương giọng quát lớn, cô phải biết rằng bây giờ cô chủ yếu nên theo ai? Người đại diện của cô ta là John, đương nhiên sẽ có sắp xếp cho cô ta. Đi mau. Nói xong, cô ta định bước tới kéo apple fanny phải không mạch khê không vội không hoảng không hốt kéo apple về phía sau mình chặn móng vuốt của fanny giọng nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh chỉ là đi diễn không nên phô trương đến như vậy dù sao cô cũng chỉ mới bước vào làng giải trí rêu rao quá mức có vẻ không thích hợp lắm lời của mạch khê đơn giản chỉ muốn nhắc nhở thân phận trước mắt của cô ta cô fanny hẳn nhiên nghe ra ý tứ trong lời mạch khê sắc mặt lúc đỏ lúc trắng cố gắng áp chế cơn giận trong lòng hừ lạnh một tiếng mạch khê cô như thế nào là chuyện của cô chuyện của người khác đến phiên cô quản hạ tôi tất nhiên không xen vào chẳng qua apple vốn là trợ lý của tôi bây giờ tôi trở về hẳn nhiên là chị ấy sẽ quay lại công việc cũ đương nhiên nếu cô thiếu trợ lý tôi cũng sẽ tự thân tự lực mà làm nhưng cô đã có sáu trợ lý rồi cần gì phải này nọ mạch khê hiển nhiên không lùi bước nhìn phan ni mỉm cười ngôn ngữ sắc bén vô cùng cô có tư cách gì nói những lời này cô là tiền bối không sai nhưng mà trở về cũng chỉ như người mới mà thôi fanny cũng không cam lòng yếu thế bực bội nói đúng vậy tôi cũng như làm lại từ đầu nhưng so với cô thì nhiều kinh nghiệm hơn nụ cười bên môi mạch khê càng lúc càng sâu cô nhìn thoáng qua apple hôm nay chẳng những chị ấy giúp tôi mà từ nay về sau chỉ là trợ lý của một mình tôi hôm nay cô không thể mang chị ấy đi về sau cũng không thể nếu không phục cô có thể cùng tôi trực tiếp gặp john hoặc john tóm lại chị apple là người tôi muốn người khác nghĩ cũng đừng nghĩ mang đi o o cô fanny không thể dự đoán được mạch khê lại cứng đến như vậy nhất thời không biết làm gì chỉ trừng mắt nhìn mạch khê apple biết tình hình đang không ổn vội vàng hòa giải mọi người đều chung một công ty bất hòa không tốt để xem cứ để tôi apple mạch khê mở miệng cắt ngang lời cô vẫn như cũ mỉm cười nhìn fanny Chuyện có liên quan tới trợ lý nghệ sĩ Apple, tôi sẽ nói chuyện cùng. John, thời gian không còn sớm, cô Fanny hẳn là nên đi đến nơi diễn mới đúng. Nếu chậm, người ta sẽ nghĩ không tốt. Fanny bực đến mặt mũi trắng bệch, mạch khê, cứ chờ xem, cô sẽ không đắc ý được lâu đâu. Nói xong, cô ta vẫn hận phải tay áo bỏ đi. Mạch khê hừ lạnh một tiếng, một lần nữa lại ngồi trước đàn dương cầm như thể không có việc gì xảy ra. Apple sợ tới mức mém xỉu, nửa ngày mới hoàn hồn lại, nhìn Mạch Khê, lần này em thực sự đắc tội với người ta rồi. Cô ta thì làm sao? Có cái gì mà không đắc tội được? Mạch Khê vẫn bình thản. Apple bắt đầu nhiều chuyện lên, ca sĩ Fanny này mới đến công ty thôi, cũng có thực lực ca hát. Trước mắt cô ta là ca sĩ có tiềm lực được công ty chúng ta bồi dưỡng. Đương nhiên, bản thân cô ta thật ra chẳng có gì, nhưng có một vị cha nuôi rất khá. Em biết tập đoàn BLK chứ? Là tập đoàn quốc gia, người đứng đầu dêm chính là cha nuôi của Fanny. Nghe đồn Dêm rất yêu thương Fanny, ngày sinh nhật của cô ta còn tặng cho hai biệt thự cùng ba xe thể thao đó. Vậy nên cô ta mới có thể cao ngạo như vậy. BLK, trong đầu mạch khê chợt hiện lên thông tin về tập đoàn này mà phí dạ đã từng nhắc qua. Tập đoàn này thực chất là kinh doanh đa ngành nghề, nhưng hai năm nay cũng bắt đầu chuyển hướng sang bất động sản, có ý đồ sâu xé cùng với Lôi thị. Sở dĩ rõ ràng như vậy, vì trong thời gian trước, trong những hợp đồng đấu thầu với Lôi thị BLK cũng có tham dự, trở thành một đối thủ cạnh tranh cùng Lôi Thị. Từ khi cô cùng Lôi Dận xác định quan hệ rõ ràng hơn, Lôi Dận dường như cố ý muốn trưng bày toàn bộ cuộc sống cùng công việc, triển lãm cho Mạch Khê xem, không một chút giữ lại cho mình. Trước kia, mỗi khi phí dạ có công chuyện muốn báo cáo, hai người đều vào thư phòng. Mà lúc này, Lôi Dận cứ ở trước mặt cô mà bàn công việc, bất luận là chuyện công ty hay chuyện của tổ chức ảnh, đang xảy ra vấn đề gì, cứ vậy mà xử lý. Dần dần mạch khê cũng có chút hiểu biết đối với tình hình của lôi thị không chỉ như thế cô còn biết rất nhiều vấn đề liên quan tới bên trong tổ chức ảnh có đôi khi thậm chí là thông tin cơ mật như địa điểm giao dịch thời gian đối tượng cô đều biết rõ ràng ngay cả trung tâm chế tạo vũ khí của ảnh lôi giận cũng nói cho mạch khê biết mấy lần còn cười hi hi ha ha bảo hôm nào tiện thì đưa cô đi tham quan một chút trong lòng mạch khê kỳ thực có chút lo lắng người đàn ông lôi giận này luôn chứ danh là cẩn thận nếu không phải là quá mức tin tưởng một người hắn tuyệt đối sẽ không có hành vi này chuyện cơ mật thương nghiệp của công ty cũng chưa là gì nhưng chuyện trong tổ chức xã hội đen là trọng đại hơn cả thế nhưng hắn lại không kiêng rè gì mà để cô nắm hết điều này chứng tỏ trong lòng hắn đã sớm xem cô là người một nhà coi cô là người thân cận như chính bản thân mình vậy phải biết rằng trên toàn thế giới này không biết có bao nhiêu người muốn biết được căn cứ chế tạo vũ khí của tổ chức ảnh bởi vì đó là trái tim của tổ chức sở hữu những thành quả nghiên cứu chế tạo khoa học một khi bị người khác phá hủy Hậu quả thực sự không kiểm soát được. Hắn tin tưởng Mạch Khê, mà cô, bởi vì thương hắn, đương nhiên sẽ giữ bí mật đó. Nơi đó là trái tim hắn, mà hắn là trái tim cô, càng nghĩ càng xa, Apple thấy là lạ, cô cô tay trước mặt cô, "Mạch Khê, Mạch Khê, em nghĩ cái gì vậy?" Mạch Khê lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng cười, "Không có gì, chỉ là nghĩ đến Fanny." Cho dù là con gái nuôi của tập đoàn BLK thì thế nào, cô ta cứ hoanh hoang như vậy trước sau gì cũng đắc tội với rất nhiều người. Trong cái vòng giải trí luẩn quẩn này, tuy rằng là ngươi lừa ta gạt, nhưng quá mức trắng trợn thì lại là hành vi ngu xuẩn. Ngược lại, loại giết người không thấy máu mới có thể sống được lâu. Cô ta, sẽ không đi quá xa đâu. Người ta có hậu trường kinh hoàng đó mà, đương nhiên sẽ uy phong một phen chứ. Nhưng mà mạch khê, Apple cười nham hiểm, nếu phía sau em thực sự là lôi tiên sinh, thì không cần cái gì mà Fanny hay Jenny gì đó đâu. Nghe nói Jem kia muốn cho Fanny vui, muốn mua cả công ty DIO đó, nhưng sau khi nghe ngóng thì mới biết được ông chủ phía sau chính là Lôi Tiên Sinh thì lại không dám hành động gì. Như vậy xem ra, thực lực Lôi Tiên Sinh vẫn là lớn nhất. Chuyện thương trường ai có thể nói trước được. Thương trường như chiến trường mà chị, một khắc trước cung kính mình, một khắc sau nuốt sống mình, vậy nên không thể nhìn mặt ngoài được. Mạch Khê nhẹ nhàng bâng quơ, Cô cũng đã học được không ít cách xử lý chuyện của Lôi giận, ngay cả vấn đề lớn nhỏ trên thương trường cũng đã nắm bắt được vài phần. Không thể không nói, Lôi giận đúng như là một lãnh tụ, nơi thương giới, tác phong mạnh mẽ vang dội như vậy khiến Mạch Khê càng khâm phục. Người đàn ông như vậy, nhất định phải ngồi ở vị trí cường giả. Ờ, cô thì bình tĩnh rồi, còn tôi thì ngồi đây lo lắng cho cô. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái con bé Fanny kia cũng phải cẩn thận một chút em ạ, cô ta cũng không thiện tâm gì đâu. Chị yên tâm, em sẽ cẩn thận. Apple gật đầu, lập tức giống kẹo dẻo dính lên người Mạch Khê. Em yêu ơi, chuyện kia, em thực sự để John sắp xếp cho chị sao? Đương nhiên, chẳng lẽ chị không muốn? Ai nói không muốn hả? Có trời mới biết mỗi ngày chị đều nằm mơ trở về làm trợ lý cho em. Apple làm nũng, em cũng không biết tính tình Fanny kia khó chịu đến mức nào đâu. Làm trợ lý của cô ta thực sự mệt đến chết mất, thậm chí còn đánh người nữa đó. Chị chỉ thích làm trợ lý của em thôi, đối với trợ lý giống như chị em trong nhà vậy. Mạch Khê dương mắt nhìn Apple, cố ý cười trêu, được rồi nha Apple, ba năm không thấy, miệng của chị ngọt hơn nhiều lắm. Yên tâm, em sẽ không để người khác cướp chị đi đâu. Nghệ sĩ không có trợ lý tốt như mất đi cánh tay vậy. Tuy rằng cánh tay này hơi là nhảy nhiều tí tẹo. Ê ê Mạch Khê, em nói ai là nhảy hả? Chính là chị nha, giống y bà nội người ta. Em đáng ghét. Hê hê, những âm thanh vui vẻ vang lên. Tập luyện một ngày, cả người Mạch Khê như thể rũ bỏ mọi mệt mỏi, những vụ đạo lại giúp cô tìm về với cảm giác sảng khoái vui vẻ, như ngày vừa mới bước vào DIO. Bước ra khỏi công ty, cô trực tiếp đi tới một cửa hàng quần áo mới khai trương hôm nay. Người rất nhiều, truyền thông cũng không thiếu, nhưng không phải vì cô thích thiết kế của nhãn hiệu này, mà là cô biết, hôm nay bà cơ tới đây để diễn. Chương 147 Trên sàn diễn, ánh đèn sân khấu không ngừng lóe sáng, phản chiếu vào nhóm người mẫu khiến người ta phải đổ máu mũi. Mạch Khê lúc này mới rõ ràng, đây là một nhãn hàng nội y, nhóm người mẫu ăn mặc thiếu thốn, đến đáng thương, phần lớn da thịt đều lộ dưới ánh mắt người xem cùng màn ảnh, dường như tất cả đều là những ánh mắt tràn ngập dục vọng. Rốt cuộc, cô cũng nhìn thấy bạc cơ, là người mẫu cuối cùng bước ra, cũng được xem như là người mẫu quan trọng nhất của buổi diễn. Dáng người cao gầy phối hợp với bộ nội y thuần một màu đen, hai chân thon dài như được ánh trăng bọc lấy, ngay cả tia sáng của đèn sân khấu cũng đã mất đi màu sắc vốn có. Dưới sàn diễn bắt đầu dục dịch, thậm chí còn có người không kìm lòng được huýt sáo trêu chọc. Mạch Khê không thể không thừa nhận bạc cơ rất đẹp. Dáng người hoàn mỹ, nét mặt trên sàn cắt quắc chữ T luôn luôn lạnh lùng. Dường như, Mạch Khê có thể phẳng phất nhìn thấy bóng dáng của mẹ đi trên sàn diễn. Có lẽ, cũng hấp dẫn ánh nhìn người khác như vậy. Tâm, hơi hơi rung động. Lúc trước, dung mạo của bà cơ cũng sẽ khiến cha nuôi si mê chăng. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân bà cơ được sủng ái. Nhưng có lẽ bây giờ bà cơ cũng không được tốt lắm, phải đi diễn ở những nơi như thế này, tuy rằng cũng cao giá, nhưng nếu so sánh với những nhãn hiệu trước đó đều kém xa. Đường đường là một người mẫu, thế nhưng lại đi đến một cửa hàng nội y, mạch khê nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn bạc cơ trên sản diễn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên suy nghĩ gì. Rốt cuộc đợi cho đến khi buổi diễn kết thúc, mạch khê đi đến hậu trường, tìm thấy bạc cơ đang tẩy trang. Bóng dáng của cô nhìn qua có chút tiểu tụy. Khi nhìn thấy mạch khê qua gương, cô liền sừng sốt. Đã lâu không gặp, chị khỏe không? Mạch khê nhẹ giọng lên tiếng, quán cà phê u tĩnh, những thanh âm chỉ là tiếng thì thầm, sang trọng, thanh nhã. Hôm nay nhìn tôi rất chật vật nhỉ. Gần như dựa mình vào cửa sổ, bà cơ gõ gõ ly nước chanh. Cô không dám uống cà phê, bởi vì sẽ mất ngủ. Uống xong cà phê đồng nghĩa với việc đợi một đêm dài trôi qua. Giọng nói của bà cơ nhàn nhạt, nhạt, mất đi sự tươi ngọt như trong quá khứ. Trang phục cô ấy tuy rằng rất tinh xảo, nhưng mạch phê lại phát giác có chút lộn xộn, nhợt nhạt trong đó, trong mắt cô, bà cơ lúc này như một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, giống một đóa hoa tươi bị đàn ông ném vào một nơi không còn không khí, là héo rũ, là dần dần mất đi sinh mệnh, mất đi sức sống. "Không, chị vẫn rất đẹp như xưa." Mạch Khê nói. Cô cũng không dám uống cà phê, chỉ chọn một cốc nước trái cây. Nhưng khác với bà cơ, Mạch Khê không uống cà phê là vì lý do sức khỏe. Bà cơ nở nụ cười, nhưng cũng thật bất đắc dĩ, giống như cho rằng câu nói của Mạch Khê chỉ là cho có lệ uống một ngụm nước chanh rồi cô nhìn về phía mạch khê anh ấy đã yêu cô có phải không một câu nói đi thẳng vào vấn đề bà cơ không hề hỏi ba năm nay mạch khê đi đâu cũng không có quan tâm đến việc mấy hôm nay mạch khê trở về làng nhạc ra sao chỉ một câu như thế này lại nói thay đáy lòng bao nhiêu là chua sót mạch khê sửng sốt giật mình nhìn bà cơ không cần phải hiểu lầm tôi không có ý tứ gì cả bà cơ bất lực cười cười nâng tay vén mái tóc dài ra sau tai bởi vì tôi không có tư cách chính như anh ấy đã nói bất luận kẻ nào cũng đều không có tư cách tranh giành tình cảm với con gái nuôi của mình đây là anh ấy đã nói một câu nói cuối cùng sau đó thản nhiên bước đi chỉ để lại tấm chi phiếu lớn chuyện này từ khi nào trong lòng mạch khê ẩm tuy rằng cô thật không muốn nghe những chuyện có liên quan đến bạc cơ ví dụ như vì sao lại làm tình nhân của lôi giận nhưng giữa cô và bạc cơ dường như cũng chỉ có thể quay chung quanh một người đàn ông cùng một người phụ nữ bà cơ ngẩng đầu nhìn cô một cái ngay lúc cô đi không bao lâu anh ấy vốn là người đàn ông tuyệt tình cho dù tôi có khẩn cầu như thế nào đi chăng nữa thậm chí từ bỏ lòng tự trọng chỉ nguyện cả đời làm tình nhân bí mật nhưng anh ấy cũng không đồng ý theo bản năng mạch khê tránh đi ánh nhìn chăm chú kia bi ai trong đáy mắt dường như khiến cô nhớ tới mẹ mình thật giống như mẹ cô đang ngồi trước mặt dùng nét mặt đau đớn mà chất vất cô vì sao muốn cướp người đàn ông của ta thật vớ vẩn thật buồn cười nhưng dù thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể dùng tư duy logic bình thường để xem xét chuyện này được mạch khê thở dài một hơi không nói gì chỉ rút ra một tấm ảnh chụp nhẹ nhàng đặt trước mặt bà cơ người phụ nữ trong bức ảnh đương tươi cười ánh mắt trong veo giống như dòng suối mát bà cơ lãnh đạm nhìn thoáng qua ánh mắt đột nhiên chấn động một chút đây là đây là mẹ của tôi bạc tuyết mạch khê trực tiếp nói tấm ảnh này là cô lấy của lôi giận đối với mẹ mình, thứ cô có thể giữ lại cũng chỉ có thế. Nói xong câu này, cô lẳng lặng nhìn bà cơ ngồi đối diện mình, lẳng lặng quan sát nét mặt nên có của bà cơ. Phản ứng của bà cơ cũng không khiếp sợ như trong tưởng tượng của mạch khê, hoặc sẽ là phản xạ có điều kiện để che giấu điều gì đó. Nhưng không, bà cơ chỉ lặng lặng nhìn tấm ảnh chụp kia thật lâu. Sau đó, nụ cười bên môi chậm rãi gợn lên, như tự diễu. Đúng vậy, mẹ cô rất đẹp. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh ấy nhớ mãi không quên. Tôi vốn cho rằng Bạc Tuyết là người đẹp nhất cho đến khi gặp cô. Ánh mắt Bạc Cơ rời khỏi bức ảnh lên khuôn mặt của Mạch Khê, cô lúc nào cũng xinh đẹp như thế. Chị đã sớm biết Bạc Tuyết, hơn nữa còn biết Bạc Tuyết là mẹ của tôi. Mạch Khê nhìn Bạc Cơ hỏi, biểu cảm của người này luôn bình tĩnh như vậy, chứng tỏ cũng đã sớm biết rõ mọi chuyện. Đúng vậy, tôi biết. Bạc Cơ không chút nào che giấu, lúc quen biết anh ấy không lâu, tôi cũng đã biết Bạc Tuyết, sau khi cô xuất hiện không lâu, tôi mới biết Bạc Tuyết là mẹ cô. Hô hấp của Mạch Khê dồn dập hẳn lên, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao chị tên là Bạc Cơ? Vì sao chị có dáng vẻ giống mẹ tôi như đúc? Chị có quan hệ gì với bà? Không có quan hệ gì cả. Tôi cùng với người mẹ Bạc Tuyết của cô, một chút quan hệ cũng không có. Ngón tay Bạc Cơ nhẹ nhàng lướt theo đường cong của chiếc ly, giọng nói bình thản, "Sở dĩ tôi như vậy, tất cả đều là vì anh ấy. Tôi yêu người đàn ông đó, rất yêu." Vậy nên, không tiếc vì anh ấy mà thay đổi hết thảy, chỉ vì anh ấy muốn. Mạch Khê giật mình sừng sốt, cô không rõ ý tứ của bà cơ. Bà cơ nhìn ra sự nghi hoặc trong đáy mắt Mạch Khê, nhẹ nhàng cười, đưa tay vuốt từng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo của mình. Rất kỳ lạ sao? Đơn giản thôi, khuôn mặt của tôi là giả. À mà không, chính xác hơn, cả người tôi đều là giả, từ đầu đến chân là giả. Mạch Khê đột nhiên mở to hai mắt nhìn bà cơ. Lời nói này khiến cô mau cốt tủng nhiên nổi gai ốc, thậm chí cô có cảm giác lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên phẫu thuật trong đầu cô đột ngột xuất hiện cụm từ này chẳng lẽ sở dĩ bạc cơ có cùng dáng vẻ như mẹ tất cả đều là vì phẫu thuật chỉnh hình sao là bạc cơ đã cố ý chỉnh hình thành mẹ cô sao trời ó thu toàn bộ phản ứng của mạch khê vào mắt bạc cơ cười nhẹ đúng vậy chính xác mà nói tôi là người nhân tạo và khuôn mẫu chính là mẹ cô bạc tuyết không Mạch Khê không thể tin được chuyện kinh hoàng này. Chuyện chỉnh hình không quan trọng, bởi vì trong giới giải trí, phẫu thuật thẩm mỹ cũng không phải là bí mật trọng đại gì. Ngôi sao phải có vẻ ngoài xinh đẹp, thẩm mỹ trở thành cơm bữa. Nhưng điều cô không thể chấp nhận được, chính là mẹ cô lại trở thành khuôn mẫu cho bạc cơ. Thật khó có thể tưởng tượng nổi. Bạc cơ nhẹ thở dài, trên mặt tôi, mỗi một bộ phận, và ngay cả đường nét khuôn mặt đều không khác bao nhiêu với bạc tuyết. Ngay cả thân hình cũng giống nhau, thực may mắn chiều cao của tôi lại phù hợp nhiều năm như vậy vì bảo trì thân thể này tôi đã chịu nhiều đau đớn gọt mặt sửa còn có cả những mỹ phẩm riêng biệt nhưng với tôi mọi điều đó không phải là đau đớn nhất cái gọi là đau chính là cuối cùng anh ấy vẫn bỏ tôi mà đi chị bởi vì yêu nên mới làm như vậy sao mạch khi nghe xong toàn thân đều run nhè nhẹ cô gái này điên rồi sao đúng vậy tôi yêu anh ấy lần này thần thái bạc cơ lại không bình tĩnh hoàn toàn khác với nét kiên định như trước. Tôi đã yêu anh ấy nhiều năm rồi. Bà cơ điều chỉnh lại giọng nói của mình, khi đó tôi còn rất trẻ, có một lần tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn học. Cha cô ấy mời rất nhiều người nổi tiếng đến dự, trong đó có một người đại danh lừng lẫy là lôi giận. Khi đó tôi rất béo, cũng rất tự ti, nhưng khi nhìn thấy anh ấy bị vây quanh bởi một đám người đi vào đại sảnh, trái tim, không tự chủ được mà si mê, bà cơ như đã chìm vào quá khứ. Mạch khi nghe trong lòng chua sót, nhưng cũng chỉ có thể lặng lặng lắng nghe, Kỳ thực, tôi đã sớm biết đến người đàn ông này, chỉ là không nghĩ lại trẻ đến thế. Cho dù là bất cẩu ngôn tiểu ý chỉ sự nghiêm túc, nhưng cũng đủ để khiến phụ nữ điên cuồng. Tôi chỉ yên lặng uống rượu, biết bản thân mình vĩnh viễn không có khả năng xây dựng được mối quan hệ với người đàn ông này. Nhưng không nghĩ tới, có lẽ là ông trời thương tiếc, đã khiến tôi được anh ấy chú ý đến, cứ nhìn tôi không chớp mắt. Anh ấy đến bên cạnh tôi, nhìn vào mắt tôi, tuy thần sắc vẫn lạnh lùng, nhưng trong một thoáng lại có dịu hòa, bạc cơ cười cười như thể tự diễu, anh ấy nói với tôi, muốn làm người mẫu không? Nếu muốn, anh ấy có thể giúp. Mạch Khê kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra. Lôi giận không phải là một người đàn ông tùy tiện làm bất cứ việc gì, nhưng sau khi lần đầu tiên nhìn thấy đã nói một câu khó hiểu đến vậy. Rất kỳ lạ nhỉ? Bà cơ lạnh bạc nói, tôi cũng rất giật mình, không chỉ bởi là hình thể mập mạp này, mà còn là vì một người đàn ông cao cao tại thượng như vậy, làm sao có thể chú ý tới tôi. Nhưng là phụ nữ, luôn luôn có cảm tính, tôi bị ma xui quỷ khiến mà đồng ý. Anh ấy thấy tôi gật đầu, cười cười, lại nói một câu khiến tôi hoàn toàn si mê. Anh ấy nói, như vậy thì ở lại bên cạnh anh, anh thích ánh mắt của em. Từ hôm nay trở đi, làm người tình của anh. Trong lòng mạch khê chợt đau đớn, tôi hiểu rõ từ người tình ấy. Nói trắng là, chỉ là khi nhàm chán trở thành công cụ phát tiết mà thôi. Nhưng mà, tôi vẫn cam tâm tình nguyện nhận, bởi vì anh ấy rất ưu tú. Có bao nhiêu phụ nữ hy vọng chính bản thân mình có thể được, ân sủng ấy, mà tôi ít nhất có thể thường xuyên ở bên cạnh anh ấy đáy mắt bạc cơ toàn là tình yêu say đắm sau khi đồng ý với yêu cầu đó ngay trong ngày tôi cùng anh ấy đi tôi cho rằng đêm đó anh ấy sẽ muốn tôi nhưng anh ấy lại đưa tôi đến một nơi chỉnh hình đặc biệt khi đó tôi mới biết được anh ấy muốn làm cái gì từ đó tôi bắt đầu giảm béo đây vẫn vốn là ước mơ tha thiết từ nhỏ nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã đạt được nguyện vọng ấy tôi không thể tin được cô gái trong gương lại chính là mình nhưng là lôi giận vẫn không chạm vào tôi anh ấy để các bác sĩ tiếp tục dần dần tôi càng phải trải qua nhiều cuộc trị liệu hơn cách ăn mặc đi lại đến ngồi đứng rồi bắt đầu mới chỉnh hình khuôn mặt thậm chí cả thân hình cũng bắt đầu thay đổi tôi bắt đầu trở nên không giống với chính bản thân mình vừa mới bắt đầu thật sự sợ hãi nhưng khi nhìn thấy lôi giận dùng ánh mắt càng lúc càng si mê với mình tôi cũng say theo khoảng thời gian đó rất dài cũng rất thống khổ nhưng cuối cùng tôi cũng vượt qua đêm tôi xuất viện anh ấy muốn tôi biến tôi trở thành người phụ nữ chỉ của riêng anh ấy chỉ có thể dựa vào anh ấy mà sinh tồn tôi run run cảm giác hạnh phúc lấp đầy nội tâm anh ấy là dũng mãnh như vậy hoàn toàn khống chế được mọi thứ nhưng cứ ở bên tai tôi gọi bạc tuyết lúc đó tôi mới biết chẳng qua tôi chỉ là thế thân nói tới đây giọng nói của bạc cơ hoàn toàn run rẩy hít sâu một hơi nhìn thoáng qua mạch khê miễn cưỡng cười cười tôi thật ngốc đúng không nhưng mà tôi yêu anh ấy cam tâm tình nguyện trở thành thế thân tôi chủ động đi tìm thông tin liên quan tới bạc tuyết rốt cuộc mới biết thì ra bạc tuyết chính là người mẫu tôi nhìn ảnh chụp rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao anh ấy chủ động tiếp cận mình bởi vì ánh mắt tôi cùng bạc tuyết rất giống nhau tôi cũng hiểu rõ vì sao anh ấy muốn tôi trở thành người mẫu vì để lôi giận vui vẻ để anh ấy càng ngày càng sùng ái mình tôi thậm chí chủ động trong việc chăm sóc dung mạo mình đã giống lại càng giống hơn cho đến một ngày lại giống bạc tuyết như đúc lôi giận lúc đó rất vui vẻ anh ấy càng thêm cưng chiều tôi thậm chí cho tôi trở nên nổi tiếng mỗi lần qua đi anh ấy đều vuốt mặt tôi nói bạc tuyết không trở về nữa tôi cười nói với anh ấy từ nay hãy gọi tôi là bạc cơ từ nay sẽ luôn luôn hầu hạ anh lôi giận đồng ý bắt đầu từ ngày đó chẳng những dung mạo của tôi thay đổi mà còn là thân phận hoàn toàn biến thành một người chỉ sống vì anh ấy mạch khê không thể tin người phụ nữ trước mắt này cô ta đã điên rồi thật sự là điên rồi nhưng người điên cuồng không chỉ mình bạc cơ mà còn có lôi giận lúc trước là thế, thì ra, hắn mới chính là người gây nên chuyện này. Cô còn tưởng rằng, hết thảy đều là do bạc cơ, lôi giận chẳng hay biết gì. Mạch khê, cô thật khinh bỉ tôi chứ hả? Bạc cơ tự diễu, kỳ thực, có đôi khi tôi cũng khinh bỉ chính bản thân mình. Nhưng, người đàn ông kia chính là độc dược, một khi đã yêu thì không thể nào thoát được nữa. Tôi nghĩ, nếu là người đàn bà khác cũng cam tâm tình nguyện làm như vậy. Cho dù là anh ấy tàn nhẫn, là nguy hiểm, nhưng vẫn luôn khiến đàn bà si mê đến thế, thậm chí tôi còn nghĩ nếu không có anh ấy tôi vẫn mãi mãi là một con nhỏ béo mập cũng sẽ được tìm cho một người môn đăng hộ đối mà cưới cả đời cũng như vậy chẳng lẽ chị muốn cả đời như vậy sao hạnh phúc một đời chỉ vì một người mạch khê thừa nhận lời của bà cơ lôi giận chính là một người đàn ông khiến phụ nữ trở nên điên cuồng bà cơ cười khổ mạch khê tôi nghĩ cô hẳn là rất rõ ràng hưởng qua sự sùng ái của người đàn ông này còn có thể tiếp nhận được kẻ khác hay sao Mạch Khê không thể trả lời được, những lời bạc cơ nói đích xác không đủ. Người đàn ông như lôi giận, một khi đã được hắn sủng ái, thật sự sẽ cảm thấy khó mà quên được, giống như một người quanh năm luôn chìm trong mật ngọt, nhưng nếu đột nhiên đẩy ra để thích ứng với một cuộc sống bình thường, thì thật là khó khăn. Người phụ nữ đang ngồi đối diện cô đây, cả ánh mắt cũng là sự mệt mỏi không khống chế được. Mạch Khê nhìn mà không khỏi đau lòng. Khi nghe được chuyện của bà cơ, cô đúng là rất ghen. Nhưng là, người phụ nữ này, làm sao có thể không khiến người ta đau lòng kế tiếp đã xảy ra chuyện gì làm sao chị có thể biết tôi chính là con gái bạc tuyết bạc cơ nhìn mạch khê cô hôm nay tới đây xác định là tôi sẽ nói mọi chuyện cho cô biết sao tôi cũng không cho rằng chị có điều gì tất yếu phải giấu mạch khê trả lời thật khôn khéo giọng nói cũng không nặng không nhẹ ánh mắt bạc cơ đảo qua đôi mắt mạch khê cô cười nhẹ biết không cách nói chuyện của cô càng ngày càng giống anh ấy tôi có đọc một quyển sách trong đó có một đoạn như thế này mỗi một người trong não đều tồn tại một dây thần kinh phản xạ đặc biệt có thể khiến đầu óc phân biệt ra biểu hiện cùng động tác của mỗi một người khác nhau đặc biệt là những đôi tình nhân họ không tự giác mà chậm rãi bắt chước động tác của đối phương sau dần lại trở thành thói quen xuất hiện trong tâm lý học với cụm từ hiệu ứng di tình không tiếng động bắt đầu từ thần kinh vận động sẽ khiến hình dáng động tác mũi miệng và nhiều hành động khác dần trở nên tương tự giống như qua gương ấy như thể là tướng vợ chồng tôi nghĩ điều chị muốn nói chẳng phải là đây. Mạch Khê nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. Bà cơ nghiêm túc nhìn cô, một lúc lâu sau mới cười cười, lấy ra một hộp thuốc lá nữ, rồi rút điếu thuốc mảnh dài thuần một màu đen, vừa muốn châm, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạch Khê đối diện, không phiền chứ. Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu. Trong chốc lát, làn khói lượn lờ bao phủ lấy dung nhan mỹ miều của bà cơ, như làm ẩn làm hiện một báu vật đẹp đẽ của nhân gian. Cô lãnh đạm nói, Mạch Khê, cô là cô gái tốt, cho tới nay, Tuy rằng tôi biết thân phận của cô nhưng vẫn không đành lòng nói cho cô nhiều chuyện. Cô và anh ấy yêu nhau, nhất định là một hồi bi kịch. Tạm thời không nói đến thái độ của người ngoài đối với quan hệ không bình thường. Giữa hai người, chỉ cần một lôi lão ra thôi, hai người cũng đã không được yên ổn rồi. Mạch Khê sừng sốt, lôi lão ra. Đúng vậy, cô đã quên mất ông lão quan trọng này. Ông là cha của lôi giận, là người đứng đầu lôi ra. Một khi ông biết quan hệ của hai người, chắc chắn sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối dù sao lôi ra cũng là danh gia vọng tộc, sao có thể dung túng cho sự phát sinh thứ tình cảm hoang đường này, có điều. Hình như bạc cơ này còn biết khá nhiều chuyện về lôi ra, dường như bạc cơ cũng không muốn giấu giếm gì, thầm thở dài một hơi rồi nói. Kỳ thực, sau khi tôi hoàn toàn biến thành bạc tuyết và ở lại bên cạnh lôi giận, thì lôi lão ra có tìm tôi. Mục đích của ông ấy quá rõ ràng, chính là hy vọng tôi có thể rời khỏi lôi giận. Hơn nữa ông ấy còn hứa hẹn, chỉ cần tôi rời đi, ông sẽ đảm bảo cho cơm áo của tôi nửa đời còn lại không phải lo nghĩ tôi cự tuyệt tôi yêu lôi giận gặp chuyện gì đi chăng nữa tôi cũng không rời khỏi anh ấy lôi lão ra thấy thái độ kiên quyết của tôi thì cũng cảm thấy bất đắc dĩ không thể không nói ông ấy là một ông lão hiền lành rất quan tâm đến lôi giận nhưng lại không biết dùng phương thức gì để biểu đạt ông ấy còn kể rõ mối lo lắng của ông với tôi bởi ông không muốn con mình lại một lần nữa bị ám ảnh bởi bóng hình bạc tuyết có thế mới thấy rõ ông lão có bao nhiêu khổ tâm cuối cùng tôi cũng đồng ý với ông ấy tôi hứa sẽ giúp cải thiện quan hệ cha con giữa hai người lúc đó ông mới đồng ý cho tôi ở bên cạnh lôi giận đáng tiếc nhiều năm qua đi lôi giận vẫn hận cha mình quan hệ giữa hai người vẫn không cải thiện được chút nào chuyện đó anh ấy không biết sao đúng vậy tôi chưa từng nói với anh ấy chuyện này tôi sợ anh ấy hiểu lầm tôi có dụng tâm sâu xa phải biết rằng anh ấy là một người đàn ông cẩn thận cho tới bây giờ cũng sẽ không dễ tin bất cứ kẻ nào vậy sao chị lại biết tôi Mạch Khê hỏi. Bà cơ dừng một chút, hít một hơi thuốc thật sâu, lãnh đạm nói một câu nhưng lại đủ khiến Mạch Khê chấn kinh. Tôi, xem nhật ký của bạc tuyết. Đối diện với bầu không khí chỉ còn lại cái nhìn thẳng thốt, làn khói nhẹ bay, từng đợt từng đợt như móng vuốt chim ưng quặp chặt lấy đáy lòng Mạch Khê. Câu trả lời này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của cô. Cô ấy đã từng đọc nhật ký của bạc tuyết. Cô ấy đã xem nhật ký của bạc tuyết. Sao có thể? Nhật ký của mẹ chỉ có thể có một quyển là trong căn hộ tại Hong Kong, sao có thể? Cô không thể tin được. Chuyện này, ngay cả lôi giận cũng không biết. Bà cơ thở dài một hơi, gẩy tàn thuốc vào gạt tàn, là tôi thấy được cuốn nhật ký đó của bạc tuyết trong căn hộ ở Hong Kong. Kỳ thực, mọi chuyện đều là trùng hợp. Có một lần, tôi có sâu diễn ở Hong Kong, ai ngờ, trong lúc đi dạo thì một người nhận nhầm tôi là bạc tuyết. Thì ra đó là hàng xóm của bạc tuyết. Ngay khi đó, tôi mượn cơ hội tìm ra càng nhiều tin tức về bạc tuyết, càng tốt nên đã tìm đến căn hộ đó hơn nữa tôi còn thuê thợ sửa khóa để mở cửa căn hộ vì thế tôi thấy được quyển nhật ký đó đọc được từng chuyện cô ta phát sinh với anh ấy cũng biết được bạc tuyết đã có thai mạch khê kinh ngạc mà há to miệng không ngờ bạc cơ mới là người đầu tiên đọc được quyển nhật ký chị lúc đọc nhật ký trang cuối cùng là vào ngày nào bạc cơ nhíu mày suy nghĩ mãi sau mới nhẹ nhàng lắc đầu tôi không nhớ rõ nữa nhưng mà những gì trên đó thật khiến người ta khó quên trên đó như là có rất nhiều máu, hơn nữa, còn nói cái gì mà? Thì ra cậu ta chính là lôi giận với lại mấy câu linh tinh. Đến bây giờ tôi vẫn không rõ những lời này của Bạc Tuyết là có hàm ý gì, đúng là không thể tưởng tượng được. Hy vọng trong mạch khê lại một lần nữa bay đi, cô cho rằng sự tình sẽ có biến chuyển, không ngờ vẫn đúng như công dã tràng. Đang nghĩ tới đó, đột nhiên trong đầu cô hiện lên tên một người, vì thế cô liền vội hỏi, Y Gia Mông là ai? Chị đã xem nhật ký? chắc là cũng thấy được tấm bưu thiếp kia đúng không? Bà cơ gật đầu, có thấy, nhưng mà tôi cũng không biết y ra mông là ai. Có lẽ, là một người bạn tốt của mẹ cô, cũng có thể là người thầm mến mẹ cô. Mạch Khê cảm thấy bản thân như đi vào ngõ cụt. Cô nghĩ sự việc không hề đơn giản như vậy, có lẽ, lùi giận sẽ biết, xem ra, chân tướng của bí mật vẫn còn rất xa. Tôi thấy trong nhật ký bạc tuyết có viết, nếu sinh con gái thì sẽ gọi là Mạch Khê. Bởi vậy, sau khi đọc nhật ký xong, lại lần đầu tiên gặp cô, tôi đã cảm giác cô là con gái Bạc Tuyết. Nhất là diện mạo của cô, rất giống Bạc Tuyết. Bạc Cơ nhìn Mạch Khê, khẽ thở dài, ban đầu, tôi còn nghĩ rằng cha cô chính là anh ấy. Có điều, tôi phát hiện ra ánh mắt anh ấy nhìn về cô không giống vậy, mà giống như một người đàn ông nhìn một người phụ nữ. Tôi biết, hai người nhất định sẽ phát sinh tình cảm. Chương 148 Mạch Khê than nhẹ, cô biết lời nói Bạc Cơ hẳn là chi vô bất ngôn. Ngôn vô bất tận biết thì nói, nhất định không giấu giếm, người phụ nữ này, tất cả chỉ vì yêu. Bây giờ, cô nên trả lời vấn đề của tôi mới phải. Bà cơ lại châm thêm một điếu thuốc, tao nhã lạnh nhạt. Mạch khê ngẩng đầu nhìn. Bạc cơ nhìn thẳng vào cô, gần như gần từng tiếng. Ngay lúc bắt đầu, tôi đã hỏi cô điều này, nhưng cô vẫn không trả lời tôi. Ngay từ đầu, Mạch Khê cẩn thận hỏi lại. Chắc có lẽ cô sắp già mất rồi, thế nhưng lại quên vấn đề bà cơ vừa mới đưa ra. Từ đầu đến giờ, không phải đều là bà cơ nói hay sao? Tôi hỏi cô, anh ấy đã yêu cô có phải hay không bà cơ nhắc lại cảm xúc trầm xuống tâm mạch khê chấn động một chút hít sâu lại đưa mắt nhìn thẳng vào bà cơ sắc mặt kiên định đúng vậy anh ấy yêu tôi dường như bà cơ không đoán được mạch khê lại trả lời trực tiếp như vậy ngẩn người rồi cười khổ một chút thật hâm mộ cô có thể trả lời chắc chắn đến như vậy được người đàn ông như vậy yêu là hạnh phúc cũng là ước mơ của bao nhiêu đàn bà cô đã có thể khẳng định tâm tư của anh ấy như vậy điều này chứng tỏ cô thực sự cảm nhận được tình yêu đó. Tôi, thực xin lỗi. Mạch Khê không biết phải an ủi như thế nào, cũng không biết câu trả lời như vậy, có phải là một loại đả kích với bạc cơ hay không? Cô không có gì phải xin lỗi tôi. Tôi biết, lôi giận căn bản là không yêu tôi. Trước kia, tôi còn cho rằng anh ấy không biết yêu, cũng sẽ không yêu bất kỳ người người phụ nữ nào. Đáng tiếc, tôi sai lầm rồi, khi lôi giận kiên định nói cho tôi biết, anh ấy yêu cô, thì lúc đó, tôi biết mình đã không còn gì nữa giọng nói của bà cơ bất lực như tan vào không khí mạch khê nhìn bà cơ trong lúc nhất thời không biết bản thân mình nên nói điều gì đêm đó lôi giận tới chỗ tôi tôi rất mừng bởi vì anh ấy đã rất lâu chưa hề ghé qua một lần ai ngờ bà cơ hít sâu một hơi muốn nén nước mắt xuống nhưng vẫn không thể khống chế được anh ấy cho tôi bất động sản còn để lại tấm chi phiếu lớn tôi khẩn cầu anh ấy đừng đi tôi không cần mấy thứ này nhưng mà lôi giận anh ấy lại rõ ràng nói cho tôi biết anh ấy yêu cô yêu con gái nuôi của mình, tâm mạch khê nghẹn ngào, theo bản năng lại cảm thấy ngọt ngào. Cô biết như vậy là không tốt, không nên để bản thân mình hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác. Nhưng là, tình cảm này, lại từ trong miệng người thứ ba nói ra càng khiến cô cảm động. Người đàn ông đó lạnh lùng là thế, nhưng lại có thể trước mặt người khác thừa nhận tình yêu của chính mình, làm sao cô có thể không cảm động được. Thật hạnh phúc đi. Nếu tôi là cô, tôi cũng sẽ thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này giọng nói bà cơ trở nên mệt mỏi nhưng khi nghe tới điều ấy tôi lại có cảm tưởng như thể mình nghe chuyện tiếu lâm thì ra anh ấy cũng yêu cũng biết tình yêu sao tim tôi giống như bị nạo rỗng thậm chí ôm khẩn cầu van xin để tôi ở lại bên cạnh là tình nhân bí mật cũng được rồi nhưng đáng tiếc anh ấy không đồng ý anh ấy thế mà lại không đồng ý mạch khê lo lắng nhìn bà cơ giờ khắc này xúc cảm bà cơ lại trở nên kích động cô thật sự sợ bà cơ sẽ làm việc gì ngốc nghếch bà cơ anh ấy vì muốn yêu cô mà đã cắt đứt mối quan hệ nhiều năm này nước mắt bạc cơ cứ chảy mãi chảy mãi ngón tay vương khói thuốc run lên nhẹ nhẹ anh ấy nói anh ấy muốn cho cô một tình yêu trọn vẹn nhất tình yêu này không thể có người thứ ba anh ấy chỉ muốn yêu cô toàn tâm toàn ý yêu một mình cô tôi mạch khê nhất thời như thể lâm vào đường cùng dáng vẻ bi thương của bà cơ khiến cho bản thân cô cảm thấy mình giống như một người thứ ba vì sao vì sao lại như vậy Tôi dùng 3 năm trời muốn hòa tan trái tim người đàn ông này, nhiều năm khổ sở như vậy, nhưng cô, chỉ có cô, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đến thế lại đoạt được trái tim anh ấy. Tôi nhìn thấy được, anh ấy yêu cô, 3 năm trước đây đã yêu cô. Vì sao lại như vậy? Ánh mắt anh ấy nhìn cô khiến tôi nổi điên, khiến tôi ghen tị. Nhưng mà, tôi cái gì cũng không thể làm, không thể nào làm được. Bà cơ, thực xin lỗi, nhưng chị phải biết, tình yêu vĩnh viễn là chuyện hai người, cưỡng cầu không được đó là bởi vì cô đã có được tình yêu của lôi giận bởi vì cô hạnh phúc nên mới có thể nói vân đạm phong khinh mây nhạt gió nhẹ ý chỉ sự thản nhiên như vậy bà cơ bẻ ngược nếu có một ngày anh ấy yêu người đàn bà khác cô sẽ như thế nào bình tĩnh như vậy chăng mạch khê nhẹ nhàng lắc đầu tôi không nghĩ đến một ngày như vậy nhưng nếu có tôi nghĩ tôi sẽ chúc mừng yêu một người chính là để người đó hạnh phúc không phải vậy sao nếu đau khổ dây dưa chẳng những khiến bản thân khổ sở mà ngay cả người mình yêu cũng sẽ mệt mỏi cần gì phải như vậy chứ Bạc Cơ nghe Mạch Khê nói xong, cười khổ, "Cũng đúng, tôi sao lại ngốc như vậy." Người đàn ông như lùi giận, thật sự hiểu rõ bản thân mình muốn điều gì, trừ phi anh ấy thực sự yêu cô, muốn cùng cô cả đời, bằng không làm sao có thể thừa nhận, thậm chí còn chờ đợi, còn đau khổ như vậy. "Tôi biết, cả đời này, anh ấy sẽ không thay đổi." "Bạc Cơ, tôi biết chị hận tôi." Mạch Khê nhìn thấy Bạc Cơ tuy rằng đang kích động, nhưng cũng không làm hành động điên rồ nào, đáy lòng không khỏi thương tiếc tôi rất muốn hận cô nhưng cũng không có tư cách nào để hận bắt đầu từ ngày đó tôi chỉ biết cuối cùng mình cũng sẽ gặp loại kết cục này chẳng qua không nghĩ sẽ nhanh như vậy nhưng vận mệnh của tôi so với ngu ngọc một cũng đã tốt hơn nhiều lắm không phải sao yên tâm đi tôi sẽ không hại cô càng không đi hại lôi giận bởi vì tôi không muốn dẫm vào vết xe đổ của ngu ngọc bà cơ nhìn mạch khê giọng nói đã cố gắng che đi sự run rẩy nhưng nước mắt vẫn không kìm giữ được trong lòng mạch khê căng thẳng cô tin tưởng lời của bà cơ kỳ thực hôm nay tôi đến còn có một chuyện khác tôi hy vọng chị có được một cuộc sống thật tốt không nên tổn thương chính mình nghe nói hai năm nay chị đồng ý đi diễn rất nhiều là thiếu tiền sao không bà cơ hiểu rõ lời mạch khê nhẹ nhàng lắc đầu tiền lôi giận đã cho cũng đủ để tôi sống ba đời sở dĩ như vậy là tôi muốn khiến cuộc sống bận rộn hơn không để bản thân phải nhớ chị có thể nghĩ như vậy là tốt rồi về sau có gì khó khăn hãy nhớ đến tôi được không đây chính là lời thực tâm của cô nói ra lại cảm thấy là lạ lại vội vàng giải thích thực xin lỗi chị không cần nghĩ nhiều ý của tôi là mạch khê tôi hiểu rõ ý của cô yên tâm đi tôi không có chuyện gì cả cô vẫn luôn thiện lương như thế từ nhỏ đến lớn đều thiện lương bà cơ nhìn cô nhẹ giọng nói từ nhỏ đến lớn mạch khê cảm thấy có chút gì đó không thích hợp trước đây chị biết tôi sao một nhân vật trong bảy ngày ân ái Ngu ngọc là một diễn viên cũng là tình nhân bao dưỡng bên cạnh Hoắc thiên kình 3 năm nhưng theo cảm nhận của jeans so sánh Ngu ngọc với bà cơ thì quá khập khiễng và có phần sỉ nhục cho bà cơ vì động cơ Ngu ngọc ở lại bên Hoắc thiên kình chỉ vì hai chữ tiền và danh không hề có tình yêu như bà cơ đối với lôi giận bà cơ lấy khăn giấy lau nước mắt đi lại nhìn về hướng cô ánh mắt nghiêm túc mạch khê kỳ thực cô hẳn là nên nhớ rõ tôi mới đúng từ nhỏ chúng ta đã biết nhau chỉ là khi đó còn quá nhỏ và tôi bây giờ cũng rất khác, nhưng cô vẫn có thể nhớ lại. Hả? Từ nhỏ chúng ta đã biết nhau sao? Mạch Khê cẩn thận đánh giá bà cơ, bỗng nhiên nhận ra, bà cơ sau khi chỉnh hình làm sao có thể giống như lúc ban đầu được. Chúng ta, còn nhớ rõ Tát không? Bà cơ nhẹ giọng nói, muốn gợi lại trí nhớ của Mạch Khê. Tát Mạch Khê vắt óc nhớ lại. Cái tên lại có gì đó thực quen thuộc. Giống như, giống như, này, Mạch Khê, thật là cậu ở tòa thành kia sao? Sao cậu lại không trả lời hả? Cũng chẳng phải câm điếc chứ hả? Tôi đang hỏi cậu, có phải cậu được chủ nhân tòa thành kia nhận nuôi hay không? Vậy cậu nói cho tôi biết, chính xác, hẳn là cậu tên lôi Mạch Khê mới đúng, phải không? Trời ạ, Mạch Khê, trong tòa thành kia có ma quỷ đó, thật đáng sợ, đáng sợ. Đó là tòa thành nơi công chúa Bạch Tuyết sống, bên trong không có ma quỷ. Cậu gạt ai hả, mẹ tôi nói trong tòa thành kia là ma quỷ vô cùng đáng sợ ai nói trong tòa thành kia có ma quỷ? Chẳng lẽ Mạch Khê chính là ma quỷ sao? Không chính mắt thấy ma thì đừng có nói lung tung, nhất là cậu, Tát Đi Tôi nói vừa hồi nào, mẹ tôi nói, tòa thành kia rất khủng khiếp, bởi chủ nhân của nó chính là ma quỷ. Cha nuôi là người tốt nhất, tốt nhất trên thế giới này, không phải là ma quỷ. Gì đấy, tôi cũng chỉ là nghe nói thế, tức cái gì mà tức, hừ. Những đoạn đối thoại ngắt quãng hiện lên trong trí nhớ Mạch Khê không ngừng. Tất cả là tiếng nói non nớt của trẻ nhỏ rốt cuộc mạch khê cũng nhớ lại đó là lúc cô nhập học chưa được bao lâu tatdina mạch khê đột nhiên ngẩng đầu nhìn bà cơ chằm chằm bên môi bà cơ lại có nụ cười khổ nhàn nhạt, nhạt đôi mắt kia dù có rơi lệ cũng vô cùng xinh đẹp trời ạ chẳng lẽ bà cơ chính là bà cơ khẽ gật đầu tôi biết cô đã nghĩ tới mạch khê tôi chính là tatdina năm đó cô rất nhỏ nhưng đã được vào lớp của tôi với cô tôi có ấn tượng rất sâu khi đó chỉ có cảm giác cô đang sống trong một nơi vô cùng đáng sợ chủ nhân của nó lại chính là ma quỷ thật sự là ma quỷ tội ác tày trời mạch khê hoàn toàn mất đi giọng nói có lẽ là bạn học từ nhỏ đã quen biết cùng cô sau khi lớn lên thế nhưng lại yêu cha nuôi cô làm tình nhân của cha nuôi chỉnh hình trời ạ à, cô thừa nhận nói chuyện trong thời gian dài như vậy chỉ có một câu cuối cùng này mới là điều cô khó tin nhất bữa tối trong một hội quán cao cấp mạch khê mang một bụng đầy tâm sự bước vào hội quán Người phục vụ đã đứng chờ sẵn để dẫn cô vào vị trí lôi giận đặt trước. Vừa bước vào đã nhìn thấy hắn, mà Mạch Khê chỉ mới chuyển tầm mắt, đã không khó nhìn thấy một màu váy áo sang trọng gần như dính luôn lên người lôi giận. Mạch Khê sửng sốt, thoáng dừng bước. Tiểu thư Mạch Khê, đó là, người phục vụ cũng thấy được một màn cách đó không xa, sắc mặt, vô cùng xấu hổ. Cảm ơn, tự tôi đến đó là được. Mạch Khê hơi nhách môi, lún đồng tiền như hoa. Người phục vụ cúi thấp người, lập tức chạy té khói thật rõ ràng, lôi giận đã phái những vệ sĩ ở bên ngoài. Bằng không, cô à kia làm sao có thể dễ dàng tiếp cận lôi giận. Cô ta có dáng người cũng khá được, nhưng cho dù trong hội quán này cũng rất ấm, nhưng cũng đừng có ăn mặc như không vậy chứ. Vai quá ngắn không nói, thậm chí tất chân cũng không mang. Da thịt nhìn qua cũng có vẻ đẹp đẹp, không khó nhìn ra cô à rất chú trọng đến việc chăm sóc da. Bởi vì cô ta đang dính lên lùi giận, mạch khê cũng không thấy rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc cũng mật lắm, màu vàng nhiệt tình hào phóng đưa cánh tay quấn quít lôi giận thật có thể nói là phong tình vạn chủng trong một thoáng mạch khê cáo điên lên tên đàn ông đáng chết sao lại không đẩy cô ả à ra chẳng lẽ cứ thế mà thích người đẹp trong ngực nhưng mà đợi chút bóng dáng cô ả à kia sao lại quen thuộc như vậy nhất là mái tóc vàng dài kia dường như đã gặp ở đâu đó lúc đó cô ả à kia cũng mở miệng giọng nói mềm mềm nhớt nhớt giống như miếng đường đổ đầy sữa đặc lôi tiên sinh ai có lá gan lớn như vậy đó để anh tự mình chờ ở nơi này. Người ta cùng với anh được không? Giọng nói không lớn, nhưng lọt vào lỗ tai Mạch Khê lại nổ tung cả lên. Fanny, làm sao có thể lại yêu nghiệt này, không nghĩ gì thêm nữa. Mạch Khê trực tiếp bước thẳng tới, đối mặt với cô ở à Fanny phong tình vạn chủng kia, lạnh lùng nói, thật sự là không khéo. Tôi chính là người không biết trời cao đất dày để lôi tiên sinh tự mình chờ ở đây. Khê Nhi. Lôi giận vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Mạch Khê thực sự đứng bên cạnh, thô lỗ đẩy Fanny ra, đứng dậy bước tới, nhẹ nhàng kéo cánh tay mảnh khảnh của cô lại, giọng nói trầm thấp dịu dàng, em đi đâu vậy, cả điện thoại cũng tắt. Chút nữa anh định sai người qua DIO e. đón em. Phải không đấy? Mạch khê ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn lôi giận chằm chằm, hạ thấp giọng, hệt như đang nghiến răng nghiến lợi, tôi còn đang nghĩ lôi tiên sinh đang ôm trong người Mỹ nhân cơ đấy. Khê nhi, lôi giận sửng sốt, chưa kịp mở miệng giải thích, lại bị mạch khê đẩy sang một bên. Thấy cô bình thản đi tới, Tự nhiên nhìn chằm chằm Fanny, lôi giận không khỏi cảm thán. Trời sinh phụ nữ đúng là có tài, biến sắc mặt nhanh giống như lật sách vậy. Bị một màn bất thình lình này làm cho u mê, sau khi thấy rõ người tới, sắc mặt Fanny khó coi đến cực điểm, nhưng cũng ngồi vô cùng ngay ngắn, trong nụ cười lộ rõ ý châm chọc. Tôi còn tưởng là ai, thì ra cô là Mạch Khê a, thật vui vẻ cùng ông chủ ăn cơm như vậy, tôi còn nghĩ cô đạo đức tốt cỡ nào ha, cự tuyệt hết mọi xã giao. Chân mày lôi giận nhíu lại, Fanny này, nếu không phải là nề mặt cha nuôi của cô ta, hắn đã sớm sai người xử cô ta từ lâu rồi. Kỳ thực, hắn cũng vừa đến đây không lâu, mà Fanny kia lại giống như kẹo dẻo bám dính không buông. Nếu là trước kia, hắn đã sớm trở mặt. Nhưng là Mạch Khê đã từng thẩm oán hắn, mỗi lần ra ngoài hệt như hoàng đế đi tuần. Chỉ cần người nào đó khiến hắn không vui thì sống cũng không bằng chết, một chút cũng chẳng giống người bình thường. Vì để cho Mạch Khê vẫn cảm nhận được hắn là một người bình thường lôi giận chẳng những để vệ sĩ ở xa vị trí dùng cơm còn nhẫn nại vô cùng vô cùng với fanny giống như con bạch tuộc dính tới dính lui trên người mình nhưng mà sao sắc mặt mạch khê nhìn không được tốt lắm hắn lại phạm phải sai lầm gì rồi sao mạch khê nghe mấy câu của fanny không giận còn cười nhẹ nhàng đùa nghịch ly rượu trên bàn một chút fanny à trước mắt nghe nói công ty muốn xây dựng một kế hoạch mới cho tôi điều này cũng đương nhiên mà có chút cạnh tranh cô cũng đã nói tôi trở về công ty thì cũng chỉ như người mới thì tôi đây cũng phải tranh thủ một chút lấy lòng ông chủ của chúng ta mới được cô nói xong chủ động ôm lấy cánh tay lôi giận lại âm thầm hung hăn véo hắn một cái vô cùng mạnh lôi giận chỉ cảm thấy tay mình nóng lên đau đớn khủng khiếp sức nha đầu này cũng lớn cho dù hắn có luyện võ nhưng lần này cũng nhéo quá là độc ác xem ra hắn thực sự phạm sai lầm gì đó tiểu tâm cẩn thận nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn của mạch khê lại giật mình khi thấy lúm đồng tiền như hoa của cô không khỏi lo sợ cô nhỏ này sắc mặt Fanny vô cùng không tốt. Cô ta tự nhận mình không thể kém hơn Mạch Khê bao nhiêu. Hơn nữa, mình cũng không phải là cô gái bình thường, xem như môn đăng hộ đối như Mạch Khê, xứng đáng với người đàn ông trước mặt này. Ôi Mạch Khê, còn không nhìn ra cô lại cường thế đến vậy ha, có phải chỉ cần đàn ông nào có lợi với cô, cô đều tích cực như vậy không? Fanny ngoài cười trong không cười nhìn cô chằm chằm, giọng nói vô cùng lãnh đạm, nhưng khi chuyển về phía lôi giận lại trở nên điệu chảy nước. Lôi tiên sinh, thì ra đêm nay anh với cô ta dùng cơm sao? Như vậy cũng không được tốt cho lắm." Lôi giận cau mày, "Có gì không tốt?" Coi như hắn cũng rất nhẫn nại nghe cô ả à này nói cho hết lời. "Ngài không biết ở công ty, Mạch Khê được hai thầy Đàm thích đến mức nào sao? Bây giờ à, hai người bọn họ đều trở thành thầy của riêng Mạch Khê rồi đó." Fanny cười lạnh, không giấu vết đánh giá Mạch Khê một fan, em cũng rất buồn bực, chỉ một mình Mạch Khê, cô ta mà đồng thời lại có thể thu phục được hai anh em thầy Đàm, thật sự không đơn giản. Lôi giận vừa nghe xong, theo bản năng nhíu mày. Đáy lòng Mạch Khê bùng lửa lên. Đúng là cô ả à đáng ghét, chỉ sợ thiên hạ này không loạn. Mạnh mẽ áp chế lửa giận xong, cô mới nhàn nhạt cười. Fanny, kỳ thực nếu cô nói thì cũng không màu mẻ thêm được chuyện gì. Lời cô nói cũng lạ thật, vì sao hai thầy đàm lại chỉ thích hướng dẫn cho một mình tôi. Nếu nói là nhóm quản lý cao cấp, trong công ty còn phải rè chừng kim chủ phía sau nghệ sĩ cũng được. Nhưng hai thầy đàm đều là những người làm việc rất có quy củ. Cả giới nhạc có ai là không biết, hai anh em họ tuyệt đối không bồi dưỡng người không có thực lực fanny à cô ở đây trách này trách nọ bôi nhọ thanh danh hai thầy đàm chẳng phải nên tự xem xét xem thực lực của mình có vấn đề hay không sao cô fanny giận chừng mắt nhìn nhưng có lôi giận ở đây cô ta cũng không nên quá thất thố nếu có thể cô ta thực muốn tát cho mạch khê kia một cái thật đau lôi tiên sinh anh xem xem đây là nghệ sĩ D.I.O. đã ký hợp đồng cô ta làm sao có thể không có lễ phép gì như vậy chứ chẳng qua em cũng chỉ ăn ngay nói thật cô ta lại nhức mắng năng lực của em kìa lôi giận một cái đầu không thể tiếp thu được dù gì hắn cũng không phải toàn năng lôi giận hắn có thể giải quyết mọi vấn đề cả hai giới hắc bạch nhưng đối với vấn đề giữa phụ nữ với nhau hắn không hề có kinh nghiệm lâm sàng thứ nhất lôi giận chưa bao giờ đối mặt với tình huống này thứ hai đàn bà trước kia hắn chạm qua cũng không dám gây ra tình huống này cho hắn từ khi cùng với mạch khê rõ ràng mọi chuyện hắn mới phát hiện trên đời này còn có rất nhiều việc hắn không biết cái khác chưa nói, cứ ví dụ tình huống trước mắt này, hắn lại không biết rốt cuộc Mạch Khê muốn kết quả như thế nào. Nếu hắn lạnh lùng trực tiếp đuổi cô ở à Ni kia đi, hoặc lệnh cho vệ sĩ trực tiếp xử lý cô ta tại chỗ, thì Mạch Khê chắc chắn sẽ chỉ trích hắn rằng mất nhân tình này nọ. Nhưng mà nếu hắn không làm gì, Mạch Khê hẳn là cũng sẽ không thể vui được. Trong nhất thời, lôi giận hoàn toàn mâu thuẫn, Mạch Khê một bên thấy lôi giận không nói lời nào, còn tưởng hắn đã nghe sạch mấy lời của cô ở à Ni kia, Hàng mi dài nhíu lại theo bản năng, ngón tay vừa chuyển, lại ngầm hung hăng nhéo hắn thêm một cái. Lôi giận âm thầm hô đau, hít một hơi thật sâu, lại vẫn duy trì bộ mặt vô cùng bình tĩnh nhìn mạch khê, mỉm cười với cô gái nhỏ. Lôi tiên sinh, Fanny người ta đang nói chuyện với anh đó, sao anh không đáp lại kìa? Lôi giận, lôi giận đáng chết, anh chết chắc rồi. Fanny kia khinh thường đến trên đầu còn không có phản ứng, chẳng lẽ thật sự đã bị dung mạo hồ ly kia hấp dẫn? Lôi giận nhìn xem lúc này mới rõ ràng. Lúm đồng tiền như hoa phản chiếu vào trong mắt hắn cùng với khuôn mặt nhỏ xinh này, nhìn như thế nào cũng có một cỗ sát khí đằng đằng phía sau. Đáy lòng lôi giận chợt lạnh, dự cảm có điều không ổn sắp nảy sinh. Hắn quay đầu nhìn về phía Fanny, giọng nói vẫn lãnh đạm như trước, "Tiểu thư Fanny, chỉ cần có thực lực, công ty sẽ coi trọng, điều ấy đừng lo. Còn bây giờ là thời gian tôi cùng tiểu thư Mạch Khê dùng cơm, mời cô về cho." Ngữ khí rõ ràng là cự tuyệt, rõ ràng là lạnh lùng, bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể hiểu được. Nhưng mà, Fanny thì khác. Cô ta cũng không phải là nghệ sĩ bình thường, lại càng không phải là một nhân vật bình thường. Cười cười, cô ta đứng dậy, lấy một ly rượu uống, rồi lại trực tiếp đi tới một bên khác của lôi giận, vô cùng phong tình vạn trùng ngồi xuống. Lôi tiên sinh, em cùng Mạch Khê đều là nghệ sĩ trong công ty, ngài làm như vậy có phải bên trọng bên khinh rồi không? Nói xong, cô ta lại cười vô cùng mị hoặc với lôi giận, không thèm quan tâm sắc mặt hắn đương ngày càng trở nên khó coi, cánh tay kia bắt đầu muốn bò lên cổ hắn kỳ thực lôi tiên sinh ngài nghĩ muốn cái gì em đương nhiên rõ ràng mà cần gì phải tìm mạch khê người ta biết ngài chán người mẫu bạc cơ mà mạch khê cùng với bạc cơ so sánh với em cũng đều kém xa ngài làm sao có thể thích còn nữa nha mạch khê này luôn luôn có quan hệ vô cùng mờ ám với mấy chế tác trong công ty nói không chừng đã chơi đùa với anh em nhà họ đàm kia bao nhiêu lần ngài lại thế nào ào lời phan ni chưa kịp nói xong mạch khê liền đứng dậy trực tiếp tạt ly rượu mạnh vào thẳng mặt cô ta a à, Cùng lúc đó, tiếng thét chói tai của Fanny vang lên, hai tay vung vẩy, vẫn nộ nhìn Mạch Khê, "Mạch Khê, cô quá đáng, cô, cô, ôi thật ngại quá, tay của tôi có chút bất cẩn, sao rượu lại đổ hết lên mặt cô thế kia." "Mà kia." Mạch Khê trưng ra khuôn mặt vô tội, ngay sau đó, như thể đã phát hiện ra một châu lục mới, đột nhiên nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn tới trước, nhìn thật kỹ mặt Fanny đang ướt đẫm, "Trời ạ, thì ra cô dùng lông mi giả à nha." Nói xong, cô còn lấy khăn giấy Hảo Tâm thay cô ta lau lau một chút, vừa mới lau sơ qua, Fanny như bị chạm tới điểm chết, càng giống lên. "Đủ rồi, Mạch Khê, cô đừng có mà quá đáng." Cô ta đẩy Mạch Khê ra, ôm một đống khăn giấy che, mặt bỏ chạy, Mạch Khê cười lạnh, cầm khăn giấy trong tay ném sang một bên, trên mặt tờ khăn giấy kia đều là lông mi giả thật dày, lôi giận như thể đang xem buổi biểu diễn nào đó nhìn cảnh khôi hài phát sinh, rốt cuộc cũng không hiểu như thế nào. Có phải hơi nhanh không, thậm chí còn ngoài dự đoán của hắn tối thiểu, cô Ả à Fanny này nhìn qua cũng không hiền lành bao nhiêu, mà thế lại không trả miếng với Mạch Khê mà còn bỏ chạy. Đang nghĩ đến đó, khuôn mặt anh tuấn của hắn liền bị hai tay bé nhỏ của Mạch Khê giữ lại. Vừa nhìn vào mắt cô, thấy cô đã có ý cười không ổn. Chương 149. Khê Nhi, lôi giận lại trở nên ngu ngốc, không biết bản thân mình đã làm sai cái gì, cười cầu hòa một cái, chuyện đó, cô ta thật kỳ quái. Phải không đó? Nụ cười trên mặt Mạch Khê lại càng kéo dài hơn nữa giống một đóa hoa đương nở rộ, giận, sao, anh lại cảm thấy hứng thú với phụ nữ không có lông mi à? Không lông mi. Mấy lời của cô khiến lôi giận ngu ngơ. Cái gì gọi là không lông mi? Mạch Khê cười lạnh một tiếng, lấy tờ khăn giấy vừa mới ném sang một bên lại, cô cô trước mặt lôi giận như thể muốn di sát lên mặt hắn, nhìn thấy không đó. Cô ta dùng lông mi giả. Một đống mi giả. Lấy lông mi giả đi, ngay cả lông mi cô ả à cũng không có. Ghê tởm. Ở lôi giận ngây ngây ngô ngô có chút hiểu rõ, nhưng mà đối với mấy đồ mỹ phẩm của phụ nữ từ xưa đến giờ hắn đều không biết gì cả dè dặt cẩn trọng cười hắn ôm mạch khê vào lòng khê nhi em tức giận hả anh nói xem mạch khê hung hăng chừng mắt nhìn hắn lùi giận nhẹ thở dài một hơi xem ra là tám chín phần đã khiến cô nhỏ tức giận ôm mạch khê chặt thêm hắn dịu dàng nói bảo bối em cũng quá nhạy cảm rồi anh làm sao có thể thích cô kia chứ em cũng nói mà ngay cả lông mi cô ta cũng không có ha mạch khê nhịn không được liền bật cười mấy lời nói kiểu này mà từ miệng lôi giận nói ra có chút là lạ thấy cô nở nụ cười tâm trạng bất an của lôi giận mới thoáng bình phục hắn xoay người cô lại cố ý nghiêm mặt khê nhi em phải nói rõ ràng cho anh một chuyện nói chuyện gì cơ mạch khê nhíu mày lời nói của Nhi kia là có ý gì anh không phải đã nói với em luôn giữ khoảng cách với anh em nhà họ đàm kia sao em thế nào lại này lôi giận mạch khê bắt đầu cáu lên không đợi hắn nói xong liền cắt ngang xoạt một cái đứng dậy trên gương mặt chỉ toàn vẻ không vui anh rốt cuộc có chuyện gì hai anh ấy là anh trai ruột của em người bên ngoài không biết chẳng lẽ anh không rõ điều này sao em gần gũi với anh trai ruột của mình thì thế nào chứ bọn họ yêu thế nào thì cứ thế ấy hay là anh lại nghĩ bậy bạ chuyện gì không có không có lôi giận vội vàng sửa miệng hắn cũng không hề muốn chọc cô mất hứng anh không có ý gì cả chỉ cần em vui vẻ em muốn như thế nào thì cứ như thế về sau anh tuyệt đối tôn trọng ý kiến của em được không thật sao mạch khê thấy hắn trưng ra bộ dạng cẩn thận trong lòng cũng dâng lên nỗi ngọt ngào thật sự khi nào anh lừa gạt em chưa lôi giận thấy thái độ cô mềm xuống vội vàng kéo cô lại ngồi sát bên cạnh mình chỉ cần mỗi ngày em đều vui vẻ là được điều này so với mọi thứ đều quan trọng hơn coi như anh còn biết điều sự không vui trong đáy lòng mạch khê cũng được giảm bớt ngay sau đó lại trừng mắt nhìn hắn anh thật sự không có động lòng với cái cô fanny kia chứ lôi giận như thể nghe được chuyện tiếu lâm vậy anh làm sao có thể động lòng với cô à kia hả? Vậy tại sao lúc nãy không đẩy cô ta ra? Anh vừa định đẩy ra thì em vào. Ý của anh là em vào hơi sớm. Anh, anh không có ý này. Anh khẩn trương cái gì hả? Anh không có mà, không có. Rõ ràng anh vừa mới lắp bắp. Khê Nhi, mồ hôi lạnh của lôi giận đều tuôn thẳng ra. Hắn hoàn toàn lâm vào trạng thái đầu hàng. Sau đó ôm chặt mạch Khê, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô. Khê Nhi, em cố ý chọc anh phải không? Anh chỉ yêu một mình em, trong lòng, trong mắt cũng chỉ có mình em, mặc người phụ nữ khác có tốt, như thế nào, anh cũng sẽ không liếc mắt một cái. Hôm nay hắn cuối cùng đã biết con gái có năng lực truy hỏi sự việc, hết sức kỹ càng. Loại câu hỏi này, phương thức thật giống như là đang thẩm tra phạm nhân, làm cho người ta một, không, phải là không thể lưu ý được, mất đi phòng bị, vừa vào thì quân lính đã tan rã, không thể duy trì được tâm lý phòng vệ cao độ. Việc này so với việc hắn ở tổ chức thẩm vấn còn lợi hại hơn mấy lời của lôi giận nói khiến tâm trạng mạch khê tốt lên không ít. Cô than nhẹ một tiếng, dựa người vào lòng lôi giận, rồi ngẩng đầu nhìn hắn, thật nghiêm trang nói, giận, anh phải nhớ kỹ nha, về sau có loại tình huống này thì phải nhanh chóng rời khỏi chỗ khác, hoặc không cho cô ta ngồi gần, có nghe rõ không? Được được được, anh nghe lời em. Lôi giận yêu thương hôn lên mũi mạch khê, cười nói, lần sau nếu gặp chuyện thế này, anh trực tiếp kính nhi viễn chi một, như vậy được không? Mạch khê chu cái miệng nhỏ nhắn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng nghiêng, giận, không phải là em keo kiệt, mà lòng dạ phụ nữ khó lường lắm. Bộ dạng anh lại đẹp trai như thế này, mấy cô kia cứ nhìn như thấy mật vậy, em thực sự sợ ngày nào đó anh bị phụ nữ ăn sạch mất. Anh nào có tốt như vậy? Lôi giận buồn cười nhìn sự lo lắng trong đáy mắt Mạch Khê. Có, anh chính là tốt như vậy. Mạch Khê bướng bỉnh nhìn hắn, đưa tay giữ khuôn mặt anh Tuấn của hắn lại, anh biết không, anh không biết là kiểu như thế này sẽ khiến phụ nữ hận không thể đem về nhà nuôi, giống y như tiểu bạch kiểm hai vậy đó, anh biết chưa? anh chính là loại này tiểu bạch kiểm lôi giận nhăn mày cách gọi này sao có cảm giác không thoải mái em đang khen anh hay chọc anh vậy mạch khê vội vàng sửa miệng không không phải là ý kia ý của em là cho dù anh cái gì cũng không có là một người bình thường rất bình thường thì khuôn mặt đẹp dai này cũng sẽ khiến phụ nữ phát cuồng đó lôi giận buồn cười nhếch môi nhìn cô còn em thì sao nếu quả thực có một ngày anh cái gì cũng không có nữa em vẫn cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh anh sao lại hoặc như thể anh đột nhiên bị bệnh nặng gì đó lập tức sẽ chết em đã nói với anh là đừng có nhắc đến từ chết đó mà mạch khê không vui cắt ngang lời lôi giận nhìn đôi mắt đầy tình cảm kia ôm lấy cổ hắn thật nghiêm cẩn nói cho dù đến một ngày anh không còn gì em vẫn ở bên anh cùng anh nếu thật sự anh sinh bệnh em cũng vẫn thế một khắc cũng không rời đi em sẽ nỗ lực làm việc tìm cho anh một bác sĩ tốt nhất để chữa khỏi bệnh cho anh em sẽ không cho anh chết lòng lôi giận như được kéo căng ra lời của cô khiến hắn có cảm giác nghèn nghẹn ôm chặt mạch khê vào lòng hắn yêu thương hôn lên tóc cô khê nhi khê nhi của anh chưa từng có một người phụ nữ nào có thể khiến hắn như vậy mạch khê khác hẳn với bạc tuyết bạc tuyết là người hắn muốn ỉ lại mà mạch khê tuy rằng luôn muốn bảo vệ cho hắn nhưng lại càng khiến hắn chiều mến không thôi đối với mạch khê hắn muốn cho cô nhiều hơn mỗi ngày cứ như vậy mà chăm sóc bảo vệ nhìn cô nhỏ vui vẻ hắn cũng sẽ vì thế mà vui vẻ theo trong hô hấp toàn là mùi hương thuộc về hắn, tâm mạch khê cũng mềm đi, bàn tay nhỏ bé để trong ngực hắn vẽ vẽ mấy vòng tròn tròn, cô nhỏ giọng, giận, hành động lúc nãy của em có phải hơi quá đáng không? Hành động gì hả em? Trong mắt lôi giận cũng chỉ có mạch khê. Hắn cúi đầu, hôn lên chán cô, rõ ràng như là đang cưng chiều con gái vậy. O o chính là, lúc nãy em hát nước lên mặt ni kia đó. Cô ta sẽ, mạch khê tuy rằng muốn cười to khi nhớ lại cảnh ấy, nhưng mà hắn cũng không thích cô hung dữ như vậy đi em thực sự có chút nghịch ngợm lôi giận ăn ngay nói thật thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia hơi hơi đổi sắc vừa cười vừa nói nhưng mà ai bảo anh sao lại yêu em đến vậy chứ em đó giống một đứa trẻ không bao giờ lớn em đã lớn rồi mạch khê kháng nghị nụ cười dịu dàng đọng lại trong đáy mắt lôi giận là hạnh phúc phải khê nhi của anh lớn rồi giọng nói của hắn tràn đầy vẻ yêu chiều mạch khê cười vui vẻ tựa vào lòng hắn giận, anh làm như vậy sẽ khiến em hư mất. Em sẽ càng ngày càng trở nên kiêu căng đó, càng ngày càng tệ. Đứa ngốc, là anh muốn cưng chiều em, lôi giận nâng khuôn mặt cô lên, dịu dàng tình cảm giữ lấy đôi môi anh đào kia, hai người triền miên thật lâu. Trong căn biệt thự, ánh đèn sáng chói, rời xa nội thành. Tức chết mất. Fanny vừa vào tới cửa đã ném túi sách cho người giúp việc. Trước khi trở về, cô à phải mua quần áo mới để thay, lại ghé qua thẩm mỹ viện chỉnh trang mặt một chút, cứ nhớ đến việc mình bị hát một đống rượu vang đỏ, Fanny muốn tức đến hộc máu. Tiểu thư phu nhân đâu? Fanny cầm lấy cốc nước uống, uống một ngụ, giọng điệu cáo gắt. Người giúp việc thần thần bí bí chỉ lên lầu, ngài dêm đến đây ạ. Fanny đương cáo gắt, vừa nghe xong hai mắt lại sáng ngời, đứng dậy, cha nuôi chưa xong. Đúng vậy, vừa lúc nãy ngài dêm còn hỏi tiểu thư đâu, biết tiểu thư chưa về, ngài ấy đã lên lầu nói chuyện phiếm cùng phu nhân. Người giúp việc cười cười, nói, Fanny không nói gì nữa, rầm rầm rầm, chạy lên lầu. Người giúp việc kia không nói gì, cầm lấy áo khoác của Fanny, than nhẹ một tiếng. Có vài việc, người làm bọn họ đã sớm tập mãi thành quen. Phòng ngủ chính là của mẹ Fanny, trực tiếp nhìn ra hoa viên của biệt thự, phong cảnh tuyệt đẹp. Thậm chí không gõ cửa, Fanny trực tiếp bước vào phòng ngủ. Vừa mới đặt chân vào, đã mơ hồ nghe thấy âm thanh rên rỉ truyền ra từ bên trong, còn kèm theo tiếng đàn ông thở dốc hòa quyện lẫn nhau, Fanny cười cười như thể đã biết trước loại tình huống này, không nghĩ ngợi thêm gì nữa, trực tiếp đẩy cửa vào căn phòng bên trong. Đầy lộn xộn, phòng rất lớn. Trên chiếc giường xa hoa, mẹ Fanny cùng cha nuôi cô à, James, đương dính sát vào nhau. Hai thân hình trống trơn quấn chặt lấy, vặn vẹo, thậm chí rèm cửa sổ cũng không thèm đóng kín. Đối với cảnh tượng trước mắt mình, Fanny không hề khiếp sợ, ngược lại còn cười cười, trực tiếp đi đến trước cửa sổ sát đất, kéo kín rèm lại, cha nuôi mẹ hai người cũng thật là trong hoa viên còn có người làm vườn đấy mẹ fanny từ khi cha cô ta mất cũng không đi thêm bước nữa người ngoài nhìn vào tưởng mẹ cô ta vẫn thủ tiết vì chồng mình nhưng trên thực tế chỉ có fanny mới biết cha nuôi đã sớm chiếm được mẹ mình khi mẹ fanny để cô ta quen biết người cha nuôi này cô ta cũng rất thông minh nhìn thấy rõ mối quan hệ bí mật giữa hai người nhưng cũng chẳng sao cả lão già này cũng có tiền của mẹ fanny tìm được chỗ dựa vững chắc như vậy cũng khiến cô ta vui vẻ James là một người đàn ông cũng tứ tuần. Đừng quan tâm đến tuổi của lão. James luôn luôn chú trọng việc chăm sóc bản thân, nhất là trong việc nam nữ, lão càng không tiếc tay, mà đổ một đống tiền mua về mấy sản phẩm khiến bản thân có thể uy phong. Lẫm liệt gì đó. Nhìn Fanny đi đến, lão cười ha ha, nhưng cũng không hề xấu hổ gì với hành vi của hai người, thậm chí còn chả có kiêng rẻ gì mà tiếp tục động tác trước mặt Fanny, khiến mẹ Fanny phải thở dốc liên tục. Được rồi được rồi, con gái đã về, không nên chơi nữa bà ta vỗ vỗ dêm một chút, đẩy lão ra, ngồi dậy đi vào phòng tắm. Dêm chả sao cả, trực tiếp kéo khăn tắm ở một bên lau lau cái đầu đầy mồ hôi, dựa vào thành giường, cũng không có ý muốn mặc quần áo. Con gái bảo bối, sao vậy? Nhìn như không vui. Trong lòng Fanny cảm thấy tủi thân, bước tới cha nuôi, cha phải vì con nha. Fanny làm nũng, thân mình chui vào trong lòng dêm. Hai chân thon dài cũng quấn lấy hai chân lão dêm cười ha ha, cũng mê đắm nhìn chằm chằm trước ngực Fanny đôi tay mập mạp đầy lông dọc theo đôi chân dài kéo lên, sau đó phủ lên mông cô ta, tùy ý vuốt ve, như thế nào, con gái bảo bối. Ai bắt nạt con? Cha nuôi, cha thực đáng ghét nha. Fanny thở dốc, lại tùy ý để tay hắn vuốt ve lung tung trên người mình, trong đầu lại hiện ra khuôn mặt anh Tuấn cùng thân hình cao lớn của lôi giận, không khỏi rên rỉ một chút. Cô ta đã hy vọng biết bao nhiêu, chủ nhân cánh tay này là lôi giận, ban đầu, Fanny còn cho rằng, lão già dêm này phi, già dê thật lòng yêu mẹ mình không nghĩ tới, ngay cái đêm vừa tốt nghiệp đại học xong, lão ta lại chui vào phòng Fanny, chiếm đoạt toàn bộ. Cô ta cũng đã sợ hãi mà kêu to lên, nhưng cùng với sự vuốt ve của lão, thân thể ngày càng khác lạ. Lúc đó, Fanny mới biết mình đã uống cái gì đó. Đêm đấy, dêm chiếm lấy thân thể Fanny hết lần này đến lần khác. Mà mẹ cô ta lại chằn chọc không yên, đi tới đi lui phía sau cửa phòng, nghe âm thanh cầu xin cũng không dám bước vào. Từ giây phút ấy, Fanny đã hiểu, mẹ cô ta tình nguyện dùng thân thể cô ta để giữ lấy người đàn ông Dêm này. Fanny không hận mẹ, cũng không hận Dêm. Bởi vì Dêm đã cho cô ta cùng mẹ mình cuộc sống vật chất tốt nhất, một tương lai sáng sủa nhất. Cô ta thích ca hát, Dêm liền thỏa mãn, không ngừng tạo điều kiện, chẳng qua, bắt đầu từ khi thỏa hiệp, thì mẹ con Fanny cũng trở thành đối tượng để Dêm tùy ý phát tiết. Nhất là cô ta, phải luôn thỏa mãn dục vọng sinh lý của một gã đàn ông xứng đáng làm ông nội mình. Con gái bảo bối, hôm nay thân thể con thơm quá đi từ sau khi có được thân thể fanny jem cũng không có hứng thú nhiều lắm đối với mẹ cô ta nhưng điều này lại càng kích thích lão nhất là sau này lão càng lúc càng thích hai mẹ con đồng thời hầu hạ mình trên giường ai ra cha nuôi tâm tình người ta hôm nay không được tốt đó fanny lạt mềm buộc chặt đẩy đẩy lão ra lại khiến jem càng thêm mê mẩn kéo bàn tay nhỏ bé của cô ta qua nhanh chóng rút đi quần áo trên người fanny bàn tay đầy lông lập tức bóp lấy bầu ngực đầy đạn nhanh nhẹn liếm lắp ra thịt căng tràn kia tâm tình không tốt. Yên tâm đi, bảo bối nhỏ, tâm tình con rất nhanh sẽ tốt. Đáng ghét, Fanny biết lão ta muốn cái gì, chủ động hôn lên miệng lão. Hai đùi thon dài cuốn lấy thắt lưng lão, cha nuôi, cha thật xấu, chỉ biết bắt nạt người ta thôi. Một, thành ngữ kính nhi viễn chi, thường được dùng trong các trường hợp, để ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó, hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó. Hai, tiểu bạch kiểm, người đàn ông có vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng lại dựa vào phụ nữ để kiếm sống. Chương 150. Tiểu bảo bối, cha nuôi sao lại bắt nạt con chứ? Cha nuôi thương con mà. Dêm khẩn cấp đặt Fanny dưới thân, thắt lưng động một cái, liền sau đó cả thân mình mập mạp bắt đầu chuyển động. Fanny ra vẻ nhăn nhó, thẹn thùng mà cất tiếng thân ngâm. Có trời mới biết, cô ta cực kỳ ghê tởm lão già mập ú trên người này. Có điều, cô ta có ghét đến đâu thì cũng không thể biểu hiện ra nửa điểm, bởi vì chỉ có lão già này mới có thể đem đến cho cô ta bao vinh hoa phú quý cha nuôi thật lớn nha cô ta nghĩ một đằng nói một nẻo lại thở gấp cất lên chất giọng đã được tu luyện đến mức câu hồn cho dù cô ta không có đến nửa điểm khoái cảm trừ bỏ ghê tởm vẫn là ghê tởm thì vẫn chỉ có thể diễn kịch như trước dêm bị lời của cô ta kích thích lại càng làm ra vẻ uy phong càng muốn chinh phục thân mình trẻ trung này lão ta mừng dỡ ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn rồi một đường đi xuống cổ điên cuồng cắn mút như muốn hút hết hương thơm thanh xuân của cô à bé cưng à thân mình con vẫn là câu hồn nhất phan đi ôm lấy người tên béo ú nhắm chặt mắt lại vì cái gì vì cái gì mà mạch khê có thể cùng lôi giận ăn tối vì sao lôi giận lại không rời ánh mắt đến người cô ta cô ta tự nhận mình đố kỵ với mạch khê sao cô lại có thể tìm được người đàn ông như vậy còn mình chỉ có thể trong căn biệt thự này mà hầu hạ một lão già lôi giận lôi giận người đàn ông ăn trên ngồi trước kia chẳng cần làm gì chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng đủ khiến đàn bà muốn được hòa tan trong lòng hắn không phải chỉ bởi dáng người cao lớn anh tuấn của hắn cũng không phải bởi vẻ dũng mãnh lạnh lùng mà chính là bóng lưng hắn lộ ra vẻ uy quyền như một vị thần thánh loại đàn ông này nếu chỉ có thể cùng hắn trong giấc mơ thôi cũng đủ sung sướng mà hắn lại chân thật xuất hiện trước mặt cô ta khiến cô ta có thể cảm nhận rõ ràng được khí chất của hắn fanny thầm nghĩ trong lòng lại bùng lửa nóng lan đến toàn thân cô ta ôm chặt lấy đống thịt trên người, tưởng tượng lão ta thành lôi giận. Chỉ bằng sự tưởng tượng hư cấu này thôi, cô ta lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mẹ Fanny từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trên giường thì cười cười, không hề ngăn cản mà lại trực tiếp cởi bỏ khăn tắm trên người ra. Bà ta có một thân hình đầy đặn, dưỡng da rất tốt, nhìn qua không hề thấy vẻ gì là người phụ nữ đã có con gái lớn như vậy. Bà ta ôm lấy dêm từ phía sau, vuốt ve thân mình mập mạp đang không ngừng chuyển động. Dêm lại như có thêm dũng khí, ôm mẹ Fanny lại, duỗi một bàn tay ra không thương tiếc mà nắn bóp bầu ngực bà ta, tay kia thì sờ soạn ngực Fanny. Trong lúc nhất thời, giữa căn phòng ngủ vang lên tiếng thở gấp không ngừng, hết đợt này đến đợt khác. Đây đúng là một cuộc giã hợp hoang đường, một hồi thác loạn xong, Dêm thở hồng hộc nằm giữa hai người đàn bà, mỗi tay ôm một người, nhìn qua đúng như một tên quân vương thời cổ đại đang hưởng thụ một trái một phải. Cha nuôi, cha nhất định phải làm chủ cho con nha, con bé mạch khê kia thực sự rất quá đáng. Fanny vẫn không quên việc chính, vẻ mặt thực điểm đạm đáng yêu, nép trong lòng dêm. Con bé mạch khê đó lai lịch thế nào? Có phải là kiêu ngạo quá không? Biết rõ bối cảnh của con mà còn dám trắng trợn làm vậy hả? Mẹ Fanny nghe thấy vậy thì cũng tức giận, con gái bị ức hiếp, đương nhiên bà ta cũng cảm thấy phẫn uất. Dêm nghe thấy thế thì ngồi dậy, lấy một điếu xì gà, lại tiện thể đặt. Gạt tàn lên bụng mẹ Fanny. Lão ta luôn có thói quen biến thái đó. Nhàn nhã nhả một ngụm khói xì gà xong, lão mới nói với Fanny, con gái bảo bối, chuyện có liên quan đến cô bé mạch khi đó ta cũng được nghe qua. Không sai, con bé đó nhìn rất xinh đẹp, y như búp bê vậy. Fanny cả kinh, cha nuôi, cha đã gặp Mạch Khê rồi sao? Trong lòng cô ta bỗng dấy lên dự cảm không lành. Trời ạ, à, ngàn vạn lần đừng nha. Cô ta không muốn ngay cả chỗ dựa cuối cùng cũng mất đi. Tiểu bảo bối, không phải nóng vội, trong lòng cha nuôi chỉ có con thôi. Dêm là một lão già có lòng dạ thâm sâu, Liếc mắt một cái liền nhìn thấu nỗi lo lắng của cô ta, sau liền cười cười, véo ngực cô nàng một cái rồi nói. Cha nuôi, Fanny nhân cơ hội ôm chặt lấy thắt lưng ngấn mỡ của lão, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thấp thỏm như cũ. Cưng ơi, mẹ Fanny đưa tay vuốt nhẹ ngực dêm, nhẹ giọng nói, con gái ở bên ngoài chịu ấm ức như vậy, anh nhất định phải giúp con bé nha. Con bé đó hình như cũng chỉ là ca sĩ đã đi rồi lại về, có tư cách gì mà được chiếu cố như con gái chúng ta chứ? Dêm cười cười lần này lại không đưa ra ý kiến như trước nữa mà chỉ rít một hơi xì gà nhẹ nhàng lắc đầu con bé mạch khê đó không dễ chọc vào đâu hả fanny nghe xong thì giật mình lại đột nhiên có phản ứng nỗi lo lắng trong lòng liền nhân đôi cha nuôi không phải là cô ta được lôi giận nhắm chúng đấy chứ cô ta là tình nhân của lôi giận sao dêm nhéo khuôn mặt fanny một cái con bé đó không phải là tình nhân của lôi giận mà là con gái nuôi của hắn con gái nuôi Fanny cùng mẹ cô ta đồng thanh kêu lên sợ hãi. Chắc là nhầm rồi. Chưa từng nghe qua lôi ra nhận nuôi con gái nha. Mà lôi giận đang yên đang lành nhận con nuôi làm gì. Chuyện này người ngoài đều không ai hiểu, càng miễn bàn là nguyên nhân đằng sau đó. James nói, ta nhớ rõ là trong một bữa tiệc, thấy hắn đưa một cô gái đến tham gia, sau trong lúc vô tình mới nghe nói 10 năm trước hắn, đã nhận nuôi một cô bé tên là Mạch Khê. Fanny nổi lên nghi hoặc cảm giác như có điểm không thích hợp cha nuôi à hai người họ thật sự là quan hệ cha nuôi với con gái nuôi sao cô ta trần trừ nói hôm nay con nhìn thấy hai người cảm giác giữa họ có điểm gì đó là lạ có gì mà lạ jem tùy ý hỏi fanny cẩn thận nhớ lại rồi đột nhiên ánh mắt lóe sáng đúng chính là ánh mắt bọn họ nhìn nhau rất khác thường nhất là lôi giận anh ta nhìn mạch khê căn bản không phải là cha nuôi đang nhìn con gái nuôi giống như hình như là ánh mắt của một cặp tình nhân Dêm nghe vậy thì hoảng sợ, vội vàng chặn lời, Fanny à, lời này đừng có nói lung tung. Lôi thị là tập đoàn nổi tiếng toàn cầu, lôi giận lại là người đứng đầu, sao có thể làm loạn như vậy? Cho dù mạch khê đó có xinh đẹp nhưng hắn là cha nuôi của con bé, không thể làm tình nhân được. Ôi dào, có gì mà không được. Mẹ Fanny nghe thấy thế thì cười cười, đưa tay nhẹ nhàng véo hắn ta, mị hoặc nói, nói như vậy, người làm cha nuôi như anh cũng không nên chạm vào Fanny nhà em mới phải. Bảo bối à, điều này sao giống nhau được, Dêm quay người ôm lấy mẹ Fanny, anh chỉ là cha nuôi Fanny trên danh nghĩa. Còn lôi giận thì không như vậy, hắn nhận nuôi theo trình tự pháp luật đó. Cho dù mạch khê kia đã quá 18 tuổi, một tiếng cha nuôi cũng không thể không từng gọi. Nếu lôi giận thực sự muốn cô bé làm tình nhân thì cũng chỉ là quan hệ ngầm. Sao có thể để người ngoài thấy được chứ? Em cũng biết, nhân ngôn đáng sợ, bốn chữ. Này uy lực vô cùng đấy. Nhân ngôn đáng sợ hiểu đại khái như câu miệng lưỡi thế gian cũ Chu Yên Phun. VN nhưng mà cha nuôi, con gái nhìn thấy rất rõ ràng nha. Bây giờ trong công ty từ trên xuống dưới đều bàn tán xôn xao, nói rằng Mạch Khê có quan hệ không hề đơn giản với ông chủ. Ai mà biết được họ có quan hệ đó không? Con thấy, quan hệ đó không thể chỉ đơn giản là cha nuôi với con gái nuôi đâu. Fanny vừa nghĩ đến hành vi của Mạch Khê thì lần thứ hai lại muốn sôi máu. Nếu nói chỗ dựa sau lưng cô là lôi giận, thì việc cô nàng kiêu ngạo như vậy cũng là dễ lý giải. Dêm cười đến khả ố, hôn Fanny chụp một cái rồi kéo cô ta lại, bảo bối, quan hệ giữa hai người đó không thể xem nhẹ, nhưng nói gì thì cũng phải có chứng cớ. Chỉ cần con có chứng cớ, đừng nói là mạch khê, ngay cả lôi giận ăn trên ngồi trước, chỉ cần bắt được điểm yếu của hắn, con muốn hắn thế nào thì hắn sẽ như thế đó. Hai mắt Fanny sáng lên, cha nuôi, ý cha là, con gái nuôi của ta thật thông minh, ta nghĩ có một số việc không cần ta phải dạy chứ nhỉ. Dêm cười một cách thâm sâu, nhéo nhẹ chóp mũi cô nàng con cũng biết cha nuôi đang đấu thầu một lô đất tên lôi giận kia luôn không để cho người ta đường sống ta nghĩ lần này cũng có thể có một cơ hội biến điều không thể thành thuận lợi dễ dàng cha nuôi cha sẽ đối phó với lôi giận fanny hoảng sợ nghe nói anh ta không lường được đâu có bối cảnh xã hội đen cha nuôi cha đứa ngốc cho nên chúng ta nhất định phải tìm được điểm trí mạng của hắn như vậy mới có thể thắng được lần này chính là cơ hội cực tốt cho chúng ta vẻ mặt dêm lại như thể không tán thành, về bối cảnh xã hội đen của hắn, cha nuôi sẽ có biện pháp đối phó. Phải nói rằng, kẻ thù của lôi giận nhiều lắm, người đối phó với hắn đâu chỉ có mình ta. Đến lúc đó, ta sẽ chỉ phải ra tay với hắn trên thương trường, còn về phần hắc đạo ắt sẽ có người nhận. Mẹ Phan Ninh nghe vậy thì ít nhiều có điểm khiếp sợ. Đây là có ý gì? Dêm lạnh lùng cười, hai người nghĩ, chỉ bằng năng lực của ta mà dám đối đầu với lôi thị sao? Sau lưng ta còn có một lực lượng hùng mạnh hơn, đấy mới là chủ lực tấn công lôi giận cho nên fanny lão nhìn về phía cô nàng thần bí cười phát hiện hôm nay của con rất tốt tiếp theo phải làm thế nào chắc là con đã rõ rồi chứ đương nhiên fanny có chút trần trừ ban đầu cô ta chỉ muốn đối phó với mạch khê tuyệt đối không muốn động vào lôi giận vì người đàn ông này đã khiến cô ta động lòng fanny bảo bối của ta con phải nhớ kỹ mọi thứ của con đều là do ta cho ngàn vạn lần đừng vì một phút nhất thời xúc động mà khiến ta phải thất vọng nếu không, con chẳng còn gì đâu. Dêm như là nhìn thấu tâm tư của cô ta, gần từng tiếng giận dò. Fanny theo bản năng dùng mình một cái, vội vàng gật đầu, con biết rồi, cha yên tâm. Dêm vừa lòng gật đầu, gần như là trải qua sự huấn luyện, ma quỷ, Mạch Khê tiến bộ càng lúc càng rõ. Ba năm trước đây, ca khúc mới còn chưa thực sự được biết rộng rãi, trải qua lần này có nhiều buổi biểu diễn, ca khúc từ ba năm trước lại được hâm nóng trở lại, kéo về vô số fan ngày trước của Mạch Khê ca sĩ trở lại sân khấu là một chuyện trọng đại. Nếu công ty chủ quản không cử người đại diện nào, không có một kế hoạch phát hành nào thì lần trở lại cũng coi như một hồi thảm họa, chẳng những không thu được phản hồi tốt mà hình tượng cũ có khi còn bị ảnh hưởng theo. Nhưng may mắn đã có John làm người đại diện, có John sắp xếp kế hoạch, lần trở lại sân khấu này của Mạch Khê hoàn toàn thuận lợi. Số lần lui giận đến DIO tham gia hội nghị càng ngày càng nhiều, gần như ngày nào cũng phải đến DIO kiểm tra một vòng. Nhưng chỉ có Mạch Khê biết, mỗi lần hắn tới đều nhằm mục đích đón cô về lúc tan tầm. Cô phải nài nỉ hắn mãi hắn mới đồng ý không cùng cô xuất hiện trước mặt mọi người, mỗi lần đều là lôi giận đi trước, mạch khê ra sau. Đối với việc này, lôi giận cực kỳ khó chịu, lúc nào cũng cảm thấy như đang yêu đương vụng trộm vậy. Có điều ngày ngày nhìn mạch khê vui vẻ, hớn hở từ công ty đi ra, hắn cũng thấy thỏa mãn. Sau khi giải tán hội nghị, trong phòng họp rộng lớn cũng chỉ còn lại lôi giận, phí dạ, mạch khê, đàm trử quân và đàm trử bách, mạch khê hệt như thanh kẹo chảy, nằm dạp xuống bàn. Cô cảm thấy quá mệt mỏi, có điều chỉ là thân thể, còn tâm lý thì vô cùng thoải mái. Lôi giận đang ngồi trên ghế chủ tịch nhìn thấy bộ dáng trẻ con đó của cô, nhịn không được mà cười, đưa tay kéo cô vào lòng chỉ vì không nỡ, để khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chạm vào mặt bàn lạnh băng. Mạch khê ngượng ngùng đẩy hắn ra, âm thầm trừng mắt với hắn một cái rồi nhìn về phía đàm trừ quân, anh cả, ca khúc đã được đưa vào bảng xếp hạng rồi sao? Em có thể xem qua số liệu chút không? Đàm trử quân cười cười, biết ngay đây là mục đích của em mà, những người khác đều đi rồi, còn em thì cứ như kẹo cao su mà dính chặt ở đây. Đây, cho em xem số liệu, đừng có ra ngoài nói lung tung đấy. Cảm ơn anh cả. Mạch Khê ngọt ngào cười. Lôi giận ở một bên thấy vậy thì cực kỳ khó chịu, sắc mặt cũng tỏ vẻ u ám. Đàm trừ bách thấy thế thì nở nụ cười mang ý vị thâm trường. Đây chính là tự gây nghiệp chướng thì khó sống mà, đưa Mạch Khê làm em bọn họ, lại còn không chịu nổi lúc anh em người ta thân thiết, nhìn thấy bộ dáng khó chịu của lôi giận trong lòng anh em họ có chút yên tâm ca khúc đã lên bảng xếp hạng rồi mỗi một con số đều là thật đôi mắt mạch khê mở càng lớn hơn cuối cùng kích động mà bật thẳng ra khỏi chỗ ngồi ngón tay run run chỉ vào bảng số liệu trời ạ trời ạ cô sắp hét lên ca khúc của em đã lọt bảng xếp hạng còn đứng vị trí thứ năm trời ạ cả phòng họp rộng lớn chỉ còn thấy tiếng reo hò của mạch khê những người khác đều mỉm cười nhìn cô như là đã đoán trước được tình huống này vậy mạch khê kích động nửa ngày mới phát hiện là đang vui một mình các anh sao không hưng phấn tí nào thế hả mạch khê à đàm trừ bách đã lên tiếng bộ dáng vẫn tươi tỉnh như trước biểu cảm này của em thật sự khiến bọn anh tổn thương hả mạch khê sửng sốt không hiểu được ý của anh những người khác cười cười đều không nói gì này các anh cười cái gì biểu hiện thật kỳ quái mạch khê bị vẻ đó của mấy người đàn ông làm cho có chút sợ hãi vẻ mặt liền có ý cảnh giác ca khúc của cô không những lọt được vào bảng xếp hạng mà còn đứng vị trí thứ năm tin tức này đối với cô mà nói thật sự rất đáng ngạc nhiên